cả nhà mình hãy cùng lắng nghe chị Thơm chia sẻ là chị làm video và livestream để ra sản phẩm như thế nào nhé. Và trước khi chị Thơm lên thì cả nhà mình giúp Lê là tặng chị Thơm là những cái bông hoa đi ạ. Và Ly xin nhường lại sân khấu cho Triệu Thị Thơm nhé. Ly mời bạn. À rồi, cảm ơn Ly nha, cảm ơn Trúc Ly ạ. Không biết là Trúc Ly có nghe rõ mình nói không nhỉ? Nên mình mượn điện thoại chứ. Rõ rồi Thơm ơi. À rõ rồi ạ, à, vâng. Em chào mọi người nhé, chào tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi trưa thật là vui vẻ và hôm nay học được thật là nhiều kiến thức mọi người nhé. Em xin tự giới thiệu một chút là em tên là Triệu Thơm và em là một nhân viên văn phòng. Nói chung em vẫn đi làm bình thường các chị ạ, kinh doanh thêm tại Dropy. Và em là một mẹ bỉm ba con. Em đến từ Bắc Giang nhé, không biết có chị nào đến từ Bắc Giang không? Vâng, chào mọi người ạ. À có. Rồi, em chào chị Hồng Cao ạ. À, thì hôm nay em cũng rất là vui khi mà được lên đây chia sẻ với mọi người về cái việc mà làm video video để bán hàng ấy. Mọi người nghe có nhỏ lắm không mọi người? À chị Thu ở gần Bắc Giang à? Nói chung là chị em nào gần Bắc Giang, ở Bắc Giang thì liên lạc với em để chị em mình gặp nhau nhé. Trúc Ly ơi, nghe có nhỏ không? Nghe rất là rõ và rất là hay đó Thơm. À ok, em chỉ sợ là nghe không được ạ. Vâng, thì hôm nay em rất là vui được lên đây chia sẻ với mọi người về cái việc mà làm video để bán hàng ấy mọi người. Thì như mọi người cũng đã biết ấy, thì là hiện nay ấy, là video và live stream ấy, nó đang lên ngôi. Và nếu mà anh chị mà bán hàng ấy, mà bán hàng online ấy, mà không biết làm video hoặc không biết live stream thì đúng là có nghĩa là rất là khó để tiếp cận được nhiều khách hàng, và nhất là những khách hàng mà lạ ấy, không phải là người quen của mình ấy. Và nhất là ở cái nền tảng gọi là TikTok ấy, thì là chỉ cần là có mình có một cái video hay và lên xu hướng thôi thì là mình có thể là tiếp cận đến hàng nghìn người hoặc là cả đến hàng chục nghìn người luôn ấy. Và thực ra là những cái người mà đang sử dụng mạng xã hội ấy, cũng giống như em thôi ạ, là mọi người đều rất là lười đọc, thực sự rất là lười đọc, nên là nếu mà có video thì mọi người sẽ chọn xem video hơn là việc là chúng mình sẽ đọc bài viết, đúng không ạ? Đấy, thế nên là nếu mà anh chị mà chưa live stream được ấy thì mọi người có thể là làm video mọi người nhé. Thì mọi người chưa live stream được, chưa tự tin để live stream thì mọi người hãy làm video đi ạ. Và video ấy thì thường chỉ diễn ra trong vòng độ 1 đến 3 phút thôi, nó rất là nhanh và mình có thể tua được, hoặc là mình có thể chỉnh sửa được, hoặc mình có thể ghép được, thì nó sẽ dễ hơn là live stream rất là nhiều luôn. Đấy, mà hôm nay mình sẽ được gặp một cái mentor gọi là rất là nhiều kinh nghiệm luôn, và làm live làm gọi là làm video rất là hay luôn. Nên là chắc chắn hôm nay mọi người sẽ học được rất là nhiều kiến thức hay ấy. Thì riêng bản thân em ấy, trước đây em rất là ít chia sẻ và rất là ít đăng bài trên mạng xã hội luôn, và chỉ từ khi mà kinh doanh tại Dropy thì em mới gọi là học và dám gọi là đăng bài lên, dám gọi là làm video thôi mọi người ạ. Thì em thì bây giờ thì làm video thì mình cảm thấy cũng khá là tự tin rồi. Và những cái video của em thì có những video tiếp xúc được đến khoảng 2-3 nghìn người, nên là mình cũng cảm thấy rất là vui luôn. Và làm video với em bây giờ nó cũng không không quá khó rồi ấy. Và quan trọng nhất là cái video của mình nó phải thu hút ấy, thì cái đấy mọi người phải làm dần mới được. Thì em cũng xin chia sẻ với mọi người một chút cái kinh nghiệm để mọi người có thể làm được video giống như em ấy. Thì em chia sẻ thật lòng với mọi người là cái ngày đầu tiên em làm video ấy, là em phải mất đến cả 1 đến 2 ngày liền ấy mới quay được một cái video chỉ diễn ra trong 1 đến 3 phút luôn. 1 đến 3 phút thôi. Và cảm thấy cũng rất là mệt mỏi khi mà làm ấy. Thế nhưng mà mình cứ làm dần, mình quen dần, và đến bây giờ có thể 1 tiếng em có thể ra được một cái video rồi. Đấy, thì là đầu tiên thì mọi người muốn làm được video, mọi người cứ bắt chước cho em giống như em ấy, mọi người cứ bắt chước cái video mẫu cho em, cứ làm đúng cái video mẫu. À, chỉ cần mình làm đúng, mình cứ chọn một cái người nào đấy mà hợp với mình nhất này, hợp gu với mình này, và cái nhìn cái video đấy mình có thể làm theo được, thì mình cứ bắt chước cho em y đúc như thế. Xong khi mà mình chỉ cần mình bắt chước được thôi là lúc đấy mình sẽ học được rất nhiều thứ ở trong đấy rồi, thì lúc đấy tự mình sẽ nảy ra cái ý tưởng riêng của mình, và mình sẽ làm được cái phong cách
cùng một cái video đấy nhưng sẽ là một cái phong cách của mình và nó là của mình ạ. Đấy, thế thì hôm nay thì em cũng không chuẩn bị gì nhiều đâu, nhưng mà thực sự đây là kinh nghiệm của em, mọi người cứ bắt chước đi, mọi người thấy ai mà cảm thấy hợp với mình nhất này, rồi mình cảm thấy đúng gu với mình ấy, thì mình cứ bắt chước họ đi. Mình chỉ cần làm vài video thôi là tự mình sẽ khắc nảy ra ý tưởng và tự mình sẽ tự làm được video của riêng mình luôn đấy. Còn đối với video bán hàng ấy, video bán hàng ấy thì mọi người hãy khéo léo chèn cái sản phẩm của mình, hoặc là chèn những cái mà mình muốn giới thiệu về sản phẩm ấy vào vào video của mình, tức là càng khéo léo càng tốt thì mọi người sẽ được đón nhận nhiều hơn ấy. Còn nếu mà mọi người đục một phát là giới thiệu luôn sản phẩm thì thường nếu ai không có nhu cầu hoặc là người ta nghĩ là hàng bán hàng quảng cáo thì người ta sẽ không xem ấy. Đấy thì là đấy là kinh nghiệm xem là như vậy. Đấy thì nói chung là gọi là chăm chỉ, cần cù, bù thông minh, mọi người cứ làm nhiều thì mọi người sẽ tự nảy ra ý tưởng và mọi người sẽ tự làm được. Đấy. Em xin chia sẻ một chút về vấn đề mà làm video như vậy. Thì chúc mọi người là hôm nay sẽ học được nhiều kiến thức này, mọi người sẽ có những video thật là hay cùng với mentor của chúng ta nhé. Em chào mọi người ạ. Rồi, Ly cảm ơn bạn Thơm rất là nhiều. Cả nhà mình, anh chị em mình hãy gửi những cái lời cảm ơn cũng như là những cái bông hoa tươi thắm để gửi lời cảm ơn Thơm. À, một lần nữa là cả nhà thấy lợi hại chưa? Có nghĩa là Thơm chia sẻ rằng là khi mà mới làm á, là một cái video 1 phút mà làm vài ngày, đó là đúng chính xác là Ly ngày xưa cũng y chang vậy luôn á cả nhà. Có nghĩa là ai cũng phải trải qua cái giai đoạn đầu và ai cũng phải bước qua cái đầu tiên của mình cả. Có nghĩa là mình dám vượt qua bản thân mình là dám làm, thì mình vượt qua được một lần đó rồi mà Ly tin chắc rằng là cả nhà làm là sẽ bị nghiện á. Giống như bây giờ Thơm với Ly á, là nếu mà biểu làm nói làm là làm video thôi, chỉ thích làm video và thích live stream lắm cả nhà, đó là cũng là một cái trải nghiệm và cũng thú vị lắm. Nhưng mà mình làm là Ly thấy rằng là rất là nhiều sự quan tâm, và thật sự là làm video bây giờ có nghĩa là ngày xưa anh chị em mình thấy rằng ví dụ mình lên trên Facebook nè, thì mình thấy một cái đoạn content á, mình ngồi mình đọc hoặc là mình có thể bỏ thời gian mình đọc, nhưng mà bây giờ không có cả nhà. Theo xu hướng bây giờ và theo nghiên cứu luôn á, trong cái quá trình đi học á, Ly được biết á rằng là người ta không có thời gian, không thích đọc chữ nữa mà thích nhìn video, thích nghe nói hơn, là cách nó sẽ thu hút hơn là cái content bằng lời viết, bằng đoạn văn rất là nhiều cả nhà nhé. Rồi thì sau đây là cái vừa rồi là bạn Triệu Thơm đã chia sẻ cái cách mình làm video và cái cách bán hàng nhờ cái video cũng như là live stream. Hiện tại là cái phòng zoom của mình đang tăng rất là nóng luôn cả nhà. Cả nhà hãy tiếp tục cho cái phòng zoom của mình có thể tăng view được không ạ? Tăng view cao thật là cao. Ly chào là hiện tại có 1.120 anh chị em đang ở trong cái phòng zoom, và Ly hy vọng rằng là cái của mình nó tăng lên 1K team, 2K team gì đó kiểu như vậy đi cả nhà. Có nghĩa là cho nó nóng hơn, có nghĩa là ở đây buổi trưa là Ly nghĩ rằng nếu mà mình không hoạt náo, là mình không gọi là không máu lửa lên á, mình sẽ bị buồn ngủ. Nên là cả nhà mình hãy làm sao cho mình không thể nào buồn ngủ nha. Mình không thể nào mà mình bỏ quên được là để cho mình còn có cái tập trung cao độ nhất để mình theo dõi cái chương trình trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái chương trình này, đó là một cái sự gọi là buổi ngày hôm nay, buổi trưa này, Ly nghĩ là cái giờ này là cái giờ anh chị em mình đang rất là hóng nè. Ly nghĩ cái giờ này mới là cái tầm quan trọng mà anh chị em mình hóng rất là nhiều. Và Ly không có chiếm thời gian của nhiều anh chị em mình nữa. À, bây giờ thì Ly sẽ mời lên đây một mentor, bạn là một mentor 3 sao và rất rất xuất sắc trong cái việc mà đào tạo hoặc là hướng dẫn cho mình cách làm video cũng như là live stream. Thì trên cái banner của mình, không biết là anh chị em mình đã biết mentor của mình là ai chưa ạ? À? Nếu mà đã biết rồi thì hãy comment cái tên của mentor cho Ly biết được không ạ? À? Và Ly tin chắc rằng anh chị em mình làm Robby ai ai cũng biết mentor này. Robby là mentor này đang phủ sóng Robby rồi cả nhà. Ly thấy có câu hỏi, có câu trả lời chính xác, rất chính xác rồi. Và Ly tin chắc rằng là mọi người cũng, anh chị em mình cũng đang rất là mong ngóng được mentor Dương Thủy sẽ hướng dẫn cho mình, chia sẻ cho mình cái cách để cho mình làm một cái video chất lượng cũng như là live stream để có cái tệp khách hàng lớn hơn. Và mentor 3 sao Dương Thủy, không biết là hiện tại mentor 3 sao của mình đã có trong cái phòng Zoom chưa ạ? À? Và trước khi mentor mình xuất hiện thì cả nhà mình giúp Ly là tặng cho mentor Dương Thủy những cái tràng pháo bông, pháo tim. Theo thông tin Ly nhận được là mentor mình đang bị ốm nữa, mà cũng chia sẻ và lên team, lên Zoom của mình. Thì Ly hy vọng rằng là mình sẽ tạo cho mentor của mình thật là nhiều năng lượng nhé. Và Ly xin trả lại cái mic cho mentor Dương Thủy ạ. Dạ vâng ạ, chào buổi trưa tất cả các anh chị.
Đúng là em như MC nói, các anh chị hôm nay em đang bị sốt sốt xong rồi em còn đang bị rất là đặc giọng nữa các anh chị. Từ sáng đến giờ uống không biết là bao nhiêu ly sâm mật ong rồi các anh chị, để hy vọng rằng là nó cái giọng của mình nó mềm hơn ra để ngày trưa nay có thể là làm việc với các anh chị. Khả năng cao là do em bay Hồ Chí Minh về, không biết là có dính Covid hay không thì không biết, nhưng mà đang rất là mệt. Thế cho nên là buổi trưa ngày hôm nay khả năng cao là sẽ hơi bị tụt năng lượng hơn so với bình thường một chút xíu. Tuy nhiên thì cũng rất là sẽ cố gắng đồng hành cùng với tất cả các anh chị trong cái nội dung của buổi trưa ngày hôm nay. Thực sự thì Phú Thái giao cho em một cái nội dung rất rộng các anh chị. Lại vừa video xong lại vừa livestream nữa. Mà thời lượng thì có khoảng 1 tiếng thôi. Thế cho nên là không thể nào mà em có thể là đồng hành cùng với các anh chị trong cái nội dung lý thuyết được, mà chúng ta sẽ bắt tay và chúng ta thực hành luôn được không các anh chị? Và cũng chúng ta cũng bỏ luôn cái phần giới thiệu đi ạ. Nếu các anh chị chưa biết em là ai thì có thể là dần dần sau những cái buổi khác chúng ta thảnh thơi thời gian hơn thì chúng ta sẽ làm quen với nhau sau. Chứ còn bây giờ thì cái điều đầu tiên là các anh chị cần làm đó là nếu mà những các anh chị mình đang có đội nhóm thì các anh chị mình tag tên đội nhóm của mình vào, mỗi một người mời được một người vào để chúng ta có một cái phòng Zoom 250 người được không nào? Và cam kết với các anh chị kể cả là ngày hôm nay em có ốm hay như thế nào thì em cũng vẫn sẽ cố gắng để mang lại những cái giá trị trong cái chia sẻ ngày hôm nay. Và các anh chị mình liên tục, các anh chị mình tham gia các cái nhóm của nhà phát triển sản phẩm Phú Thái các anh chị nhé. Để mình có thể là mình cập nhật được tất cả những cái thông tin và những cái sự hỗ trợ từ phía Phú Thái dành cho tất cả các anh chị, để các anh chị mình có thể đẩy mạnh cái live hàng này. Thực sự cái live hàng này thì nó không kén khách một chút xíu nào cả các anh chị, đúng không nào? Em không nghĩ rằng là các anh chị ở nhà mình đang rửa bát bằng nước lã, đúng không nào? Em không nghĩ rằng là ở nhà mình các anh chị mình đang giặt quần áo bằng nước lã, đúng không anh chị? Đúng không ạ? Thế cho nên là sao ạ? Chúng ta cái line hàng này nếu mà các anh chị không biết bán gì thì cứ bán Phú Thái, đúng không anh chị? Cứ bán Econova là được rồi, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua cái phần lý thuyết các anh chị. Về cơ bản lý thuyết thì em sẽ cố gắng em lồng ghép vào trong cái quá trình mà em hướng dẫn các anh chị thực chiến. Còn về nếu mà đưa lý thuyết vào đây thì chắc phải 3-4 tiếng đồng hồ, chứ còn 1 tiếng thì nó không thể nào nó làm được. Và em cũng biết là hôm nay là ngày thường, các anh chị mình sẽ còn phải đi làm nữa. Thì các anh chị mình đã biết được tiềm năng của cái việc làm video và livestream chưa ạ? Từ 1 đến 10 các anh chị đánh giá cái việc là bán hàng để mà hiệu quả mà thành công được thì cái việc mà làm video và làm livestream nó chiếm bao nhiêu thang điểm, từ 1 đến 10 nó chiếm bao nhiêu, thì các anh chị đánh lên trên khung chat giúp em được không ạ? Các anh chị mình đang viết những cái content bằng chữ đúng không? Đang đăng bằng chữ đúng không ạ? Năm. Nếu mà năm mà các anh chị mình cứ duy trì cái cách làm thông thường mà các anh chị không bán được hàng là các anh chị chịu nhá. Được không ạ? Bởi vì ngày xưa khi mà khoảng tầm 7-8 năm trước khi mà em còn làm, em còn đi học đại học ấy các anh chị, bán hàng rất là dễ, bán hàng trên profile rất dễ các anh chị. Lấy ảnh từ nhà cung cấp mấy cái thỏi son thảy lên thôi cũng bán được đầy hàng các anh chị. Bởi vì thời điểm đó là nó chưa có bóp tương tác của các anh chị, bởi vì các anh chị mình vừa khám phá ra một cái việc đó là thì ra là mình cũng có thể dùng cái kênh profile này để chúng ta có thể bán hàng được đúng không? Nhưng mà dần dần nó sẽ thấy là gì? Tôi có một cái kênh fanpage để tôi thu phí của anh muốn bán hàng thì anh phải chạy quảng cáo, anh phải chạy paid các thứ đúng không, mà tự nhiên anh lại dùng cái kênh miễn phí của tôi, cái kênh chỉ để trao đổi chia sẻ cuộc sống hàng ngày mà anh bán hàng là không được rồi đúng không ạ? Nó bóp. Đúng không anh chị? Và bây giờ thì sao ạ? Nếu mà các anh chị mình lướt, bây giờ các anh chị mình bình thường các anh chị lên mạng, ở đây có anh chị nào mình không biết đến kênh TikTok không ạ? Những anh chị nào mà mình biết đến TikTok các anh chị đánh số 1, mà không biết TikTok các anh chị mình đánh số 0 đúng không ạ? Hàng ngày các anh chị mình lên mạng xã hội, các anh chị mình dành nhiều thời gian để đọc hay dành nhiều thời gian để xem ạ? Dành nhiều thời gian để đọc, các anh chị mình đánh số 7, mà dành nhiều thời gian để xem một cái mẫu video nào đó thì các anh chị đánh số 8 giúp em. Để đọc nha, để đọc nhiều hơn hay là để xem nhiều hơn? Để xem nhiều hơn đúng không ạ? Có nhiều anh chị là dành cả vài tiếng đồng hồ để xem các cái mẫu video hài hước, hay là xem phim, hay là xem review phim, hay là xem các cái nhảy hot trend đúng không anh chị? Các anh chị mình phải thành thật với chính bản thân mình. Các anh chị mà không thành thật với chính bản thân mình là các anh chị mình sẽ rất là dễ dàng để các anh chị mình làm sai. Làm sai thì sẽ không mang lại kết quả đúng các anh chị nhé. Và trên TikTok hay trên Facebook hay trên YouTube nó cũng đều ưu tiên hiển thị hơn cho cái dạng video content. Dạng content bằng video ấy. Được không ạ? Thế thì cái việc mà ngày hôm nay thì cái hỗ trợ các anh chị về làm video thì nó cũng dạng livestream thôi các anh chị. Nhưng mà nó là livestream chết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các anh chị mình quay chỉnh sửa xong, các anh chị mình đăng lên. Nó cũng được gọi là livestream với các anh chị, nhưng mà nó là live chết. Được không ạ? Còn các anh chị mình mở ra, các anh chị mình tương tác sống luôn, nó gọi là live sống. Đúng không ạ? Đấy, thế này ngày hôm nay ấy, trước khi mà các anh chị mình có thể là, để mà nói ở đây có anh chị nào mà mình sợ livestream không ạ? Mình sợ livestream, mình sợ bật lên mình không biết nói gì, mình sợ mình bật lên không có ai xem, mình sợ mình nói không hay, mình sợ giọng địa phương, mình sợ đủ thứ sợ không ạ? Có anh chị nào sợ không ạ?
Có đúng không? Mà bây giờ bắt các anh chị mình bật lên livestream luôn thì nhiều khi nó cũng cần một cái sự cố gắng lắm lắm thì các anh chị mình mới có thể làm được cái điều này đúng không ạ? Và đôi khi mà các anh chị mình để mà có thể cho các anh chị mình có được một cái hành trang nho nhỏ một chút xíu trước thì chúng ta sẽ làm quen từ cái việc làm video trước đi. Đúng không? Đấy, thay vì cái việc là các anh chị mình phải lên sóng để các anh chị mình làm một cái gì đó mà sống luôn, làm một lần là ăn ngay đấy ạ. Mà nó không có bị dễ dàng gặp phải những cái vấn đề về bị lỗi, bị sai sót thì chúng ta sẽ phải thực hành trước gương rất là nhiều đúng không ạ? Kiểu như vậy. Thế thì cái việc mà làm video ngắn ấy, thứ nhất nó cũng rất là hút, bán hàng nó rất là hút kinh chị nhá. Đúng không ạ? Và người ta có thể là xem video bởi vì trong video ấy, nó bao gồm cả âm thanh, nó bao gồm cả hình ảnh, nó bao gồm cả chữ viết. Đúng không nào? Nó bao gồm cả body language, nó bao gồm cả sắc thái của các anh chị, nó bao gồm cả màu sắc, nó bao gồm rất nhiều thứ. Cho nên nó hút hơn rất nhiều so với cái việc mà viết chữ đơn điệu. Đương nhiên sẽ có một nhóm người nho nhỏ họ rất là thích đọc các anh chị nhé, những cái người hướng nội hoặc những cái người họ rất là chi tiết hoặc là họ học vị rất là cao ấy, kiểu vậy. Họ rất là thích đọc nhưng số đó rất ít các anh chị. Đúng không nào? Thế cho nên các anh chị mình sẽ không có cơ hội bán hàng cho phần đại đa số nhiều người nếu như các anh chị mình không biết chuyển đổi thành dạng video ngắn hoặc là lên livestream. Đúng không? Đồng ý với em không anh chị? Thế cho nên cái việc mà livestream hay làm video ngắn nó quyết định cái khả năng sống còn của các anh chị trong cái việc kinh doanh online được không ạ? Đấy, thế thì trước khi mà chúng ta đến với phần livestream thì em sẽ hướng dẫn các anh chị một cái điều ngắn ngắn như thế này. Đó là để mà có thể là đưa ra một cái video mà nó hay nó đẹp về cả nội dung lẫn hình thức, các anh chị mình phải có khả năng edit, phải có khả năng chỉnh sửa các anh chị. Đúng không ạ? Thế thì đầu tiên đó là em sẽ hướng dẫn các anh chị một cái nội dung cơ bản nhất. Nó có thể là nó không có liên quan lắm đến nội dung ngày hôm nay nhưng em vẫn muốn dành ra 5 đến 10 phút để hướng dẫn các anh chị trong cái nội dung này, đó là cái nội dung mà gọi là chèn chữ vào video các anh chị. À vào 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 ảnh các anh chị, đúng không ạ? Thì cái điều đầu tiên các anh chị mình cần phải làm, các anh chị tập trung giúp em cũng không cần phải ghi chép gì đâu, tập trung nghe thôi. Được không nào? Chúng ta có thể là xem lại record để chúng ta thực hành. Được không? Chúng ta sẽ xem lại record để chúng ta thực hành, chứ còn các anh chị mình mà vừa xem mà vừa 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 làm theo hay gì đấy mà các anh chị mình bị ngẩng mặt lên đã thấy ra cái nội dung khác rồi xong bắt đầu cứ cắm cúi với nội dung cũ, thế là nội dung sau cũng quên luôn, không hiểu gì luôn, không nhớ gì luôn, đúng không nào? Thì cái điều đầu tiên các anh chị mình cần phải có cho em một cái tài khoản Canva lập bằng email thôi, không cần Canva Pro các anh chị. Em có Canva Pro nhưng mà em vừa mới đăng nhập vào Canva không Pro để em demo cho nó gần gũi với các anh chị. Canva Pro thực ra thì em cũng chả đáng bao nhiêu đâu, vài trăm nghìn cho trọn gói luôn cả đời luôn đấy các anh chị. Đấy thì đây là canva.com các anh chị nhé, các anh chị mình đăng nhập hoặc là nếu các anh chị có rồi thì đăng nhập vào, chưa có thì các anh chị mình tạo bằng một cái email nhé, được chưa nào? Thế thì lúc này mà các anh chị mình muốn là một cái ảnh của các anh chị, thay vì cái việc này, thay vì mà cái việc mà các anh chị mình viết bài đúng không, xong các anh chị mình viết một cái content rất dài đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn các anh chị mình có một cái bài này, các anh chị mình viết một cái content rất là dài, đôi khi là đại khách hàng người ta không có muốn đọc, hoặc là cái content của các anh chị nó lại liên quan đến bán hàng đúng không ạ? Mà các anh chị mình viết mà các anh chị mình không biết các cái thuật toán, các anh chị mình không biết viết làm sao cho nó chuẩn SEO thì các anh chị mình rất là dễ mắc phải các cái lỗi là những cái từ ngữ bán hàng, thì dính từ ngữ bán hàng thì Facebook nó lại bóp thì các anh chị lại không có tương tác, không có tương tác thì lại không bán được hàng, đúng không nào? Nó cứ xoay quanh như vậy. Thế thì như vậy thì chúng ta đôi khi chúng ta đăng một cái nội dung lên, chúng ta có thể không cần viết một cái gì hết, đúng không? Nội dung của chúng ta đã hiển thị sẵn trên ảnh rồi. Các anh chị mình hiểu em chỗ này không ạ? Hiểu em chỗ này thì các anh chị đánh ok, đúng không ạ? Làm bằng điện thoại dễ hơn làm bằng laptop luôn các anh chị. Làm bằng điện thoại rất dễ. Đấy chứ ạ? Thế thì ví dụ chẳng hạn lúc này các anh chị mình có một cái giao diện Canva như này, các anh chị mình bấm vào tạo thiết kế này. Đúng không nào? Chúng ta chọn cỡ tùy chỉnh. Ví dụ cái cỡ 3 x 4 thì nó là 1150 chẳng hạn, nhân với 157 1557 chẳng hạn. Ví dụ như vậy đi, đúng không? Các anh chị mình vẫn đang nhìn thấy màn hình chia sẻ của em chứ? Vẫn đang nhìn thấy đúng không nào? Nhìn thấy để đánh số 1 giúp em. Rồi. Thế ví dụ chẳng hạn ở đây mình sẽ tải ảnh lên. Các anh chị có ảnh thì các anh chị tải lên, bấm vào cái chỗ mà tải lên này. Được chưa nào? Đấy. Tải lên được không ạ? Các anh chị mình vào cái file của các anh chị mình đưa cái ảnh lên chẳng hạn. Ví dụ ở đây em có một cái ảnh của một chị đại lý đúng không? Đấy, cũng có cái ảnh này. Thế thì ví dụ chẳng hạn chị đưa lên như thế này thì đôi khi người ta cũng không biết là chị đang bán cái gì đúng không ạ? Thế thì mình kéo cho nó phủ cái khung ra. Để cho các anh chị, xong các anh chị mình vào cái phần thành phần này. Được chưa? Các anh chị mình chọn cho em một cái khung, cái hình dạng này. Được chưa? Đấy, anh chị mình chèn nó vào đây, đưa nó vào đây, kéo rộng ra. Đẩy nó lên. Để tạo thành khung trên khung dưới, chỗ này các anh chị mình hoàn toàn có thể là đổi màu nó đi nhé.
Các anh chị lưu ý giúp em màu nó phải nhã, nó phải nền, nó phải tệp với cái ảnh của các anh chị, tránh cái trường hợp mà trùng dùng các cái màu quá chóe, màu xanh neon hay là màu vàng nõn chuối, màu xanh nõn chuối chẳng hạn, nghe nó rất là sến và nó rất không đẹp đúng không? Anh chị mình thấy cái màu sản phẩm của mình là xanh trắng đúng không? Thì các anh chị mình có thể chọn cho em cái màu này. Đúng không ạ? Đấy. Chọn lên một cái là đẹp luôn rồi đúng không? Xong các anh chị mình bấm copy đúng không? Con C này, xong con V này. Copy paste là các anh chị biết làm chứ đúng không ạ? Các anh chị mình lưu ý giúp em là cái khung trên khung dưới nó cần phải cân nhau một chút xíu. Đúng không ạ? Rồi các anh chị theo kịp không? Theo kịp không các anh chị? Rồi lúc này các anh chị mình vào là chọn chữ này, văn bản. Được chưa? Và lưu ý cái trường hợp văn bản như này thì các anh chị mình chọn cái tiêu đề này. Tiêu đề nhá. Chọn tiêu đề chứ không tiêu tiêu đề phụ, tiêu đề nó có nét thanh nét đậm. Nó rất là khó nhìn. Thì chúng ta chọn tiêu đề, thường là các anh chị mình chọn cho em cái phông chữ ở đây, rất nhiều phông chữ này. Lưu ý giúp em là phông chữ mà nó không có nét xanh nét đậm như các anh chị nhé. Và viết hoa cho em. Được không nào? Ví dụ chẳng hạn như là Econova. Đúng không? Nước giặt sinh học chẳng hạn đi. Đúng không? Chúng ta còn copy này. Cái này các anh chị mình kỹ năng Ctrl C, Ctrl V là nhiều đúng không ạ? Kéo nó ra. Được chưa các anh chị? Đấy. Kéo nó ra. Cho nó trên một dòng. Các anh chị mình thấy nó vẫn còn bị to quá thì các anh chị kéo nhỏ nó lại, đưa nó về cái khung này. Được chưa? Kéo nhỏ nó lại xịt. Được chưa các anh chị? Đấy. Ok chưa? Các anh chị có thể đổi màu cho nó. Ví dụ cái chai nước này nó là màu trắng thì chúng ta có thể đổi nó về màu trắng các anh chị nhé. Được chưa các anh chị? Đấy, các anh chị có thể chỉnh cho nó cân cân một chút xíu. Được chưa nào? Rồi, chúng ta lại copy trên dưới để tránh trường hợp chúng ta phải căn chỉnh lại cỡ chữ. Đúng không nào? Econova nước giặt sinh học giải pháp cho quần áo sáng màu chẳng hạn đi, đúng không? Rồi, được chưa các anh chị? Đấy, chúng ta chỉnh lại một chút xíu. Rồi chúng ta xem thử cái sản phẩm của chúng ta này. Đấy chưa? Thế thì cái trường hợp như này có nghĩa là các anh chị mình đặt cái content vào trong ảnh luôn, buộc khách hàng nhìn vào ảnh là đã biết các anh chị mình bán gì. Thế cho nên cái khả năng mà đặt thông tin vào trong cái ảnh của các anh chị hoặc là cái video của các anh chị cần phải thật sự được chọn lọc. Nó sẽ liên quan đến sản phẩm, USB của sản phẩm hoặc là logo của sản phẩm. Các anh chị mình hiểu em chỗ này không ạ? Đánh lên trong chat cho em để các anh chị mình cùng nhớ với nhau này. Được chưa? Đó là gì ạ? Tên sản phẩm. Được chưa? Hoặc là nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, USB sản phẩm, điểm nổi trội của sản phẩm. Được chưa? Hoặc là slogan của sản phẩm để người ta đọc vào một phát là người ta biết là mình bán cái gì ngay. Được chưa các anh chị? Đọc vào một cái là biết là mang lại cái giải pháp gì ngay. Ví dụ chẳng hạn như là Miltox. Đúng không ạ? Đề tốc cơ thể. Ví dụ như vậy là các anh chị mình đã thấy được luôn là đang bán cái sản phẩm detox. Các anh chị hiểu em không ạ? Đấy, thì chúng ta phải đặt làm sao? Ví dụ chẳng hạn sản phẩm thì các anh chị mình cần phải có cả khung trên khung dưới. Khung trên có thể là liên quan đến tên sản phẩm cộng nguồn gốc xuất xứ. Cái gì mà nó xịn nhất, nó hay nhất, nó USB nổi trội nhất của sản phẩm các anh chị mình để vào. Và cái ô ở bên dưới thì thường là chúng ta sẽ đặt là gì? Cái giải pháp mà sản phẩm mang lại. Để cho các anh chị hoặc là cái slogan của sản phẩm, ví dụ như Eclova giải pháp cho ngôi nhà đẹp chẳng hạn đúng không nào? Đấy, hoặc là giải pháp toàn diện cho ngôi nhà của bạn, ví dụ thế. Thì người ta nhìn vào, đập vào mắt người ta một cái là người ta đã biết là mình bán cái gì luôn. Chứ người ta không cần phải đọc cái content của mình xem nó bao gồm những cái gì. Thế thì một số những anh chị sẽ hỏi em là có để giá lên trên cái banner này hay không? Thì theo các anh chị có để giá hay không? Có thể đánh số 1 mà không thì đánh số 0 giúp em. Thực sự cái cổ họng nó đang của em nó đang rất ngứa các anh chị. Có để giá hay không ạ? Có một người có. Hai người có. Ba người có. Phần lớn là không. Không ạ, không có bị vi phạm đâu các anh chị. Trừ trường hợp là gì ạ? TikTok nó chỉ đánh khi mà các anh chị mình các cái thương hiệu là thương hiệu nổi tiếng thôi. Ví dụ như Gucci, đúng không? Chanel là nó sẽ bị thôi. Đúng không ạ? Chứ còn các cái sản phẩm như này thì không 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 lo các anh chị. Được chưa? Đấy, thì các anh chị mình sẽ không để giá sản phẩm các anh chị nhé. Cá nhân em là em sẽ yêu cầu các anh chị là không để giá sản phẩm. Bởi vì sao? Bởi vì với cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm các sản phẩm ví dụ chẳng hạn một cái chai nước rửa bát của chúng ta đúng không ạ? Nó là dạng cô đặc 183.000. Nếu mà để giá luôn ngay lập tức người ta không biết gì về sản phẩm cả.
Người ta chưa hỏi gì về sản phẩm cả mà người ta, tự nhiên người ta nghe 183.000 trong khi bên ngoài kia người ta đang mua có 53.000 chẳng hạn. Đúng không? Là người ta quay đít người ta đi ngay. Đúng không anh chị? Bởi vì người ta đâu biết là một cái can của mình có thể pha ra làm được 3 4 can khác đâu, đúng không? Đúng không anh chị? Đấy, cho nên là sao ạ? Cái giá nó là cái thứ mà chúng ta cung cấp cuối cùng. Đúng không ạ? Mình cung cấp hết tất cả những cái thứ xịn sò, những cái hay ho. Để chạm mình xé nhỏ giá ra thành thành ví dụ chẳng hạn một chai như vậy chúng ta pha ra được 4 can như vậy tính ra như hôm qua các anh chị mình tham gia lớp của chị Hải Vân đúng không ạ? Tính ra có 15.000 cho một can thôi, rẻ hơn rất nhiều so với hàng bên ngoài thị trường mà nó còn an toàn cho sức khỏe nữa. Đúng không ạ? Mà nó còn bảo vệ cái đồ dùng trang thiết bị nhà mình nữa. Đấy, mà nó là bọt gọi là gì ạ? Đa điểm các thứ đấy các anh chị đúng không nào? Đấy, giống như hôm qua chị Hải Vân có phân tích ấy. Thì các anh chị mình phải làm hết tất cả các bước này, lúc này các anh chị mình mới cho giá. Chứ tuyệt đối, theo quan điểm của em là không đưa giá lên trên các cái nội dung này. Được chưa nào? Rồi, các anh chị mình ok trong cái phần mà làm bằng ảnh đấy chưa? Thì để mà lớp của chúng ta sẽ là một cái chúng ta sẽ làm mà chúng ta sẽ thực chiến với nhau. Cho nên là chắc là yêu cầu host, ban tổ chức chương trình sẽ gửi cho các anh chị một cái đường link nhóm để cho các anh chị mình làm bài tập, được không nào? Các anh chị mình phải làm, có thể là nó chưa đẹp, có thể là nó chưa xịn thì các anh chị mình cứ làm xong các anh chị mình quẳng lên đấy để được sửa với nhau, góp ý lẫn cho nhau, được không ạ? Em sẽ chọn một số những các anh chị mà gửi sớm nhất thì em sẽ sửa cho các anh chị, được không ạ? Đấy, chúng ta sẽ đồng hành, chúng ta cùng làm với nhau. Các anh chị mình có nghe thế nghe nữa, có thấy hay thế hay nữa mà các anh chị không thực hành các anh chị cũng không làm được đâu. Và cũng quan điểm cho em này, đó là chúng ta sẽ không bao giờ lo là dở, đúng không nào? Muốn giỏi thì phải có dở cái đã, đúng không ạ? Muốn giỏi phải có dở đã, và muốn đôi khi mà dở dưới level của dở là rất là tệ cơ các anh chị, đúng không ạ? Đấy, thế thì ạ, chúng ta sẽ xong cái nội dung là gì ạ? Nội dung nho nhỏ là về vấn đề mà chèn cái nội dung sản phẩm vào vào ảnh các anh chị nhé. Đấy chưa? Ví dụ các cái ảnh thường ngày của các anh chị để kéo lại tương tác thì các anh chị mình có thể là để khung trên thôi, hoặc là không cần để khung, các anh chị mình viết chữ nó bay lượn một chút xíu, đúng không nào? Nhưng mà riêng sản phẩm thì các anh chị mình nên chọn theo cái hướng của em, cái khung của em, đúng không nào? Để chúng ta thể hiện cái sản phẩm một chút xíu rất là một cách rất là dễ dàng, đúng không anh chị? Rất là nhiều các anh chị mình tham gia chương trình marketing không đồng, những nội dung này trong marketing không đồng thôi. Nếu mà các anh chị mình thấy nó hay ho thì các anh chị mình nên đăng ký marketing không đồng để các anh chị mình được học chuẩn chỉ luôn, đóng gói luôn toàn bộ cái kiến thức của các anh chị, đúng không nào? Bao gồm 4 buổi đấy, các anh chị mình học xong marketing không đồng là ra các anh chị mình trở thành chuyên gia bán hàng rồi, đúng không ạ? Đấy, thì các cái chương trình như thế này thì nói chung là cái kiến thức nó cũng bị hạn chế tương đối nhiều cho các anh chị. Ok chưa? Và nội dung tiếp theo đó là nội dung chúng ta làm video. Được không ạ? Nội dung chúng ta làm video. Thế thì với cái nội dung làm video ấy thì chắc là em sẽ dùng cái này các anh chị nhé. Em sẽ dùng hai cái phần mềm này. Được chưa? Một phần mềm thôi cũng không cần hai đâu. Bởi vì thực tế là em không bao giờ em dùng các cái app chỉnh 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 ra cả. Em sửa luôn trên CapCut các anh chị, chứ em không có làm các cái app chỉnh ra. Thứ nhất đó là các anh chị mình cần phải tải CapCut về. Đây ạ. Cái app này các anh chị mình cần phải cài tải về nhé. Tốt hơn hết nữa các anh chị mình mua cho em một cái này. Có nhiều phiên bản các anh chị. Nhà các anh chị mà ánh sáng kém ấy, thì các anh chị mình sẽ giúp em là các anh chị mình mua một cái đèn hắt. Đây, em đang có một cái đèn hắt trước mặt em. Các anh chị mình thấy là ánh sáng nó đẹp đúng không? Đấy, một cái đèn hắt các anh chị nhé. Đấy, thì hoặc là các anh chị mình đèn trần thì nhà các anh chị mình tốt rồi thì các anh chị mình không cần phải mua, các anh chị mình mua một cái chân giữ như thế này thôi, đúng không ạ? Tránh trường hợp là chúng ta có nhiều loại chân bây giờ xịn hơn cái này rất là nhiều, nó linh động hơn cái này rất là nhiều nhé, nó có thể xoay 360 độ, các anh chị không nhiều tiền đâu, vài trăm ngàn thôi, nhưng các anh chị mình nên đầu tư, các anh chị mình nên đầu tư để cái việc mà livestream quay video của các anh chị nó không có bị cồng kềnh, nó không có bị khó khăn, nó không có bị ảnh hưởng đến người khác. Đôi khi mà muốn quay cái gì cũng lại phải đợi chồng đợi con về quay, quay không vừa ý là quay sang quạo. Đúng không anh chị? Quạo xong bắt đầu tự nhiên lại thành ra cãi nhau chửi nhau rất là mệt các anh chị. Chúng ta sẽ tự động những cái này đúng không nào? Đấy, thì một số những cái công cụ các anh chị mình cần phải cần. Và một cái công cụ tiếp theo mà em vừa nói đấy các anh chị đó là cái CapCut các anh chị nhé. Rồi thì để em một chút xíu. Các anh chị mình chưa có điều kiện thì các anh chị mình chọn cái chân quay trước thôi. Đúng không? Cái này cái gì quan trọng nhất thì mình dọn chọn trước. Sau này mình có điều kiện nữa mình chọn thêm cái mic nữa các anh chị. Được chưa? Ví dụ chẳng hạn mình đi ra ngoài mình làm thì mình có cái mic thì nó sẽ đỡ bị ồn ào. Rồi đợi em một chút xíu để em tham gia bằng điện thoại. Chắc là ban tổ chức em tham gia bằng điện thoại và em giơ tay thì ban tổ chức duyệt cho em ở trên cái điện thoại nhé. Duyệt giúp em ở trên điện thoại vậy.
Khi nào mà em cháy giờ quá thì ban tổ chức nhớ nhắc em nha. Tại vì cái nội dung ngày hôm nay thực sự nó rất là dài. Rồi, ok. Rồi, các anh chị mình thấy cái màn hình chia sẻ của em chưa ạ? Các anh chị mình thấy cái màn hình chia sẻ của em rồi đúng không ạ? Thế thì điều đầu tiên các anh chị mình cần phải làm, cần phải có đấy là cái cắp cắt. Được chưa? Và một cái điều nữa đó là gì ạ? Các anh chị mình cần phải có một cái thói quen đó là quay lại rất nhiều thứ liên quan đến cuộc sống của các anh chị. Nếu mà sau này các anh chị mình mà muốn làm nhà sáng tạo nội dung với các anh chị, có khi có thể là đôi khi nó là những cái điều rất đơn giản hàng ngày thôi các anh chị mình thấy ạ. Em quay rất nhiều thứ lại các anh chị đây này. Và lúc em cần thì nó sẽ trở thành cái công cụ của em. Đây này các anh chị mình thấy video này, 810 cái video. Em quay những video ngắn 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 như thế này các anh chị. Đấy, ngắn 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 như vậy. Em quay rất nhiều các anh chị để em quay em đưa vào em làm cái nội dung để em làm content, nó là cái nguyên liệu để em làm video với các anh chị. Được không nào? Rồi. Thế thì ấy, ví dụ chẳng hạn em vừa mới làm một cái video hôm vừa rồi em đi thăm kho ở trung tâm xử lý đơn hàng thành phố Hồ Chí Minh thì em có làm một cái video như này. Xin chào mọi người. Mình là Dương Thủy và hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm xử lý đơn hàng Droppy tại khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Và như mọi người biết thì đấy được không các anh chị? Đó thì các anh chị mình sẽ luôn luôn ở trong đầu các anh chị mình phải nghĩ ra là à liệu rằng mình có thể làm được cái content gì liên quan đến sản phẩm của mình, liên quan đến cái dịch vụ của mình, đúng không ạ? Liên quan đến công việc kinh doanh của mình. Các anh chị mình phải luôn luôn như vậy. Và ngoài ra thì có một cách như thế này là em mẹo cho các anh chị để các anh chị mình làm video một cách nó hiệu quả này. Tránh trường hợp nhiều anh chị là làm cả ngày ra được có một cái video. Các anh chị mình sẽ cảm thấy nó rất là mất thời gian, mất công sức. Đúng không ạ? Thế thì cái cách em làm đó là gì ạ? Chúng ta sẽ quay thô. Được không? Ví dụ ngày hôm nay chúng ta có thời gian rảnh, chúng ta sẽ quay thô về tất cả các sản phẩm các anh chị mình dự định muốn review hoặc muốn làm video, muốn làm content. Quay thô hết đi các anh chị. Có nghĩa là các anh chị mình sẽ chuẩn bị nguyên một ngày chỉ để quay sản phẩm thôi, để chỉ để quay các cái nguyên liệu thô để các anh chị mình làm thôi. Được chưa? Và một ngày nữa tiếp theo là các anh chị mình viết kịch bản cho cái nguyên liệu thô đó. Được chưa? Từ cái nguyên liệu đó thì các anh chị mình sẽ xác định giúp em là à, sẽ có hai hình thức quay video nhé. Một là các anh chị mình quay không cần phải nói gì hết. Hiểu em không ạ? Quay không cần phải nói gì hết, sau đó chúng ta sẽ lồng cái kịch bản vào sau. Đấy chứ ạ? Các anh chị mình thấy giống như là Econova hay có những cái video cho các anh chị đấy, người ta cứ có hình ảnh nó bay đến đâu thì người ta sẽ gắn cái nội dung nói đến đấy. Đúng không nào? Giống như dự báo thời tiết đấy các anh chị, tay họ vẫn chỉ trỏ như vậy nhưng mà đến khi mà vào thì bắt đầu là bên phía hậu trường người ta mới ạt các cái nguyên liệu sau, mới ạt các cái hình bản đồ, mới ạt các cái hình nhiệt độ các thứ này kia vào sau. Đúng không? Các anh chị mình phải hiểu chỗ này giúp em, nó có hai dạng video nha. Hai dạng video chính, một là dạng video giống như em này, là nếu mà các anh chị mình có khả năng nói tốt, ít bị vấp, đúng không nào, hoặc các anh chị mình chuẩn bị được kịch bản tốt thì các anh chị mình nói kiểu này. Còn với nhiều anh chị là sao ạ? Giống như có nhiều anh chị là làm một cái video để demo về cái sản phẩm protein thôi, uống hết 6 gói protein rồi vẫn không làm xong cái video demo. Anh chị đấy thì làm sao ạ? Một cái sai lầm rất lớn của các anh chị là không có kịch bản, các anh chị mình nói tới đâu nghĩ tới đấy, là sai bét hết, là hỏng hết anh chị. Và chúng ta càng làm sai nhiều thì chúng ta càng tâm lý, càng tâm lý thì càng làm không tốt. Thế cho nên điều quan trọng nhất là chắc chắn anh chị phải có kịch bản. Đấy chưa nào, đánh lên trên khung chat giúp em. Phải có kịch bản, phải viết kịch bản ra. Các anh chị mình đôi khi có thể là lười cái việc viết kịch bản, nhưng mà một khi các anh chị mình có kịch bản, các anh chị mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Các anh chị mình tin không ạ? Em không có kịch bản mà có khi em quay một cái video TVC nhỏ nhỏ ngắn ngắn như thế này thôi mà em mất cả ngày trời. Nhưng có một kịch bản một phát là một lần xong luôn các anh chị. Đúng không ạ? Cho nên tuyệt đối không được lười viết kịch bản các anh chị nhé. Và cái kịch bản như vậy các anh chị có thể lưu lại và các anh chị có thể dùng nhiều lần sau này mà. Đúng không ạ? Cho nên các anh chị mình đừng có lười. Sau này mình có cái kịch bản rồi mình chỉ cần làm sao các anh chị? Mình chỉ cần là mình sửa lại một chút xíu nữa em sẽ dạy các anh chị là gì ạ? Cái cách để mình đọc kịch bản mà nó không cần phải nhìn giấy này, không cần phải sột soạt này, đúng không các anh chị? Đấy chưa nào? Đấy sẽ có cái dạng như thế này, đó là các anh chị mình, đây là em nói thô nhá, em không có kịch mà em không có dùng cái kịch bản, nhưng mà cái này thì em nói nhiều rồi thành ra em nhớ cái kịch bản của em, đúng không anh chị? Đấy thì có hai dạng, một là mình nói trực tiếp như thế này, hai là các anh chị mình cứ quay, ví dụ các anh chị mình đi cọ toilet gì bằng cái sản phẩm tẩy rửa của Econova gì quay lại, đúng chưa? Các anh chị mình rửa bát gì, các anh chị mình quay lại, đúng không anh chị? Đấy, các anh chị mình đi giặt quần áo, các anh chị mình cũng quay lại, phơi quần áo, các anh chị mình cũng quay lại. Đúng không nào? Các anh chị mình phơi xong cái quần áo các anh chị mình mang vào, các anh chị mình gấp gọn, các anh chị mình hít hà quần áo một chút xíu, các anh chị mình quay lại. Sau đó các anh chị mình sẽ có một cái tư liệu bán hàng rất đỉnh cao các anh chị nhé. Đúng không nào? Giống như cái việc mà hàng ngày, ví dụ chẳng hạn các anh chị mình uống Relit YC chẳng hạn. Đúng không? Thì cái cách quay video thường mà em hướng dẫn các anh chị đó là gì ạ? Các anh chị mình lưu ý lại cái chỗ này.
Thứ nhất đó là các anh chị mình có thể nói là gì? À, một cái mà các anh chị mình rất dễ làm đó là gì? Cái cuộc sống hàng ngày của các anh chị, đúng không? Ví dụ sáng dậy các anh chị mình ngủ dậy, các anh chị mình vươn vai một cái, rồi quay 5 giây xong, đúng không? Các anh chị mình ra cái bình nước, đúng không các anh chị? Đấy, các anh chị mình ra cái bình nước, xong các anh chị mình uống một ly nước một cái, xong các anh chị mình vào, các anh chị mình đi đánh răng, đúng không? Đánh răng xong các anh chị mình ngồi vào bàn ăn sáng, ngồi vào bàn ăn sáng xong các anh chị mình xé một cái viên Delite YC ra, các anh chị mình bỏ vào ly, các anh chị mình uống, đúng không ạ? Các anh chị mình thể hiện cái sự ngon như thế nào, các anh chị mình thể hiện là các anh chị mình hứng thú như thế nào, đúng không? Sau đó các anh chị mình đưa thêm một cái viên Relief nữa, chẳng hạn các anh chị mình đi làm buổi chiều các anh chị mình uống nữa, đúng không? Các anh chị kết thúc một ngày các anh chị mình về, các anh chị mình làm gì, các anh chị mình chăm cây chăm cỏ thì đó là xong một cái ngày làm việc. Các anh chị mình tổng hợp lại thì nó được khoảng một cái video khoảng 2 phút. Sau đó là các anh chị mình sẽ lồng kịch bản vào sau, hiểu ý em không ạ? Ví dụ chẳng hạn gì, hello mọi người, ngày ngày một ngày buổi sáng của Thủy bắt đầu như thế này đây. Thủy sẽ thức dậy vào 6:30 sáng, đúng không? Luôn luôn có một cái thói quen uống một cái cốc nước trước khi đi đánh răng. Đấy, ví dụ như vậy. Sáng ngày hôm nay thì Thủy sẽ ăn sáng với ngũ cốc và granola, và Thủy sẽ không quên là uống một viên Relief YC. Đấy, Relief YC này thì trong thành phần của nó sẽ có 1.000 mg, đúng không ạ, glutathione và 500 mg C. Cái này thì sẽ giúp da trắng đẹp gì đấy, các anh chị mình nói la, đúng không các anh chị? Đấy, thì mọi người cứ hay hỏi da của Thủy làm sao đẹp như thế, thì bí kíp của Thủy đây nhé. Đấy, đúng không ạ? Sau đó các anh chị mình đi làm. Xong được không ạ? Xong được một cái content video bán hàng, review sản phẩm chưa? Anh chị mình hiểu em chỗ này chưa ạ? Đấy, các anh chị mình cứ phải quay thô rất nhiều kịch bản vào, những cái như vậy vào, xong các anh chị mình ghép vào, được không nào? Thế thì ở đây á, em thấy có một cái video của một chị này làm cũng rất là ok, em mở cho các anh chị xem. Em vừa mới lưu lại, em vừa mới đi lang thang, em thấy em lưu lại cho các anh chị. Không đeo găng tay để dọn rửa nhà vệ sinh, các anh chị có dám không? Ngọc thì đang dùng cái dung dịch Ecodova công nghệ sinh học của Ý để dọn rửa khu vực nhà vệ sinh. Nó là enzyme được chiết xuất từ cái lá nho của Pháp, là các loại quả có múi, bạc hà, và đặc biệt là tạo hương bằng hoa hoặc quan tây. Nó là enzyme, nó rất là lành tính nên ta không cần găng tay ta tiếp xúc, nhưng mà không gây kích ứng da, không hại da tay, không có cái khí clo độc sập lên mũi gây khó chịu, ảnh hưởng đến cái đường thở, và nó làm sạch bóng bề mặt, diệt khuẩn được anh chị. Sau khi rửa xong thì inox và những cái đồ sành sứ, gương kính, tịnh men nó rất là bóng. Đấy, ngày nào thì cũng dọn rửa một lần như thế này, nhưng mà cái lọ kia phải dùng được khoảng 2 tháng, nó dễ làm lắm, không phải cái đeo găng tay. Đấy, và xịt nước cũng rất là ít, nó đỡ tốn nước, không hại cho môi trường, nó không gây độc hại cho môi trường. Đó, ta dần dần loại bỏ được. Được chưa các anh chị? Đấy, thì đó là một cái dạng mà các anh chị mình có thể làm. Các anh chị mình có thể quay lại được những cái hoạt động này không? Quay lại được không các anh chị? Không cần phải đẹp lắm đâu. Các anh chị mình càng nội trợ, các anh chị mình càng bình dân, các anh chị mình càng thân thiết, các anh chị mình càng gần gũi càng tốt các anh chị nhé. Làm được không ạ? Làm được không ạ? Còn một cái dạng thứ hai là các anh chị mình ngồi trước màn hình máy tính thì các anh chị mình nói này. À, một chút xíu nữa em sẽ demo cho các anh chị cái dạng này. Đúng không các anh chị? Nhưng mà khi mà các anh chị mình mới làm thì các anh chị mình có thể là gì ạ? Các anh chị mình còn cảm thấy nó gượng gạo một chút xíu. Cái việc các anh chị mình sắp xếp bố cục các sản phẩm nó còn hơi hơi chưa được có ok lắm, thì các anh chị mình cứ mạnh dạn các anh chị mình làm, sau đó các anh chị mình gửi lên, được không ạ? Rồi, thế thì ạ, một cái dạng content thứ nhất đó là cái dạng content ngồi trình bày về sản phẩm, được không ạ? Đấy, thì các anh chị mình vào CapCut chẳng hạn, nghe chưa? Đúng rồi, các anh chị mình trang bị cho em cái chân quay, đó là cái tối thiểu các anh chị mình nên có nhé. Không có thì nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cái video của các anh chị đấy. Rồi, đợi em một chút xíu để em sẽ đây. Chị đợi em một chút xíu để em thiết kế sẵn cái này cho các anh chị. Em quay lại Zoom, chia sẻ màn hình. Rồi, ok các anh chị. Đấy, ví dụ đây là cái dạng đầu tiên, là cái dạng mà ngồi tại chỗ, đúng không nào? Thế thì bình thường các anh chị mình, nếu mà các anh chị mình thích da đẹp thì các anh chị mình có thể tải một số những cái app như sau. Chẳng hạn như là app Soda. Cái app này em hay dùng nhất thì các anh chị mình có thể nghiên cứu. Soda chứ không phải Sosa các anh chị nhé. Nhưng mà bản thân em thì em sẽ chỉnh sửa lên trên CapCut luôn. Cái video giống như cái video vừa nãy của em làm ở kho hàng các anh chị, em quay thô thôi bằng iPhone thôi. Thì cái chất lượng ảnh, hình ảnh nó sẽ rất là đẹp, và em vào CapCut em sửa luôn cái mịn da rồi các thứ, chứ em cũng không cần thiết là em phải phải dùng app gì đâu các anh chị. Thì các anh chị mình, cái này các anh chị mình có thể chủ động nhé. Ví dụ chẳng hạn như ở đây em sẽ có một cái dạng video như này, được chưa?
Đây. Được chưa các anh chị? Rồi, đây là cái dạng như này, được chưa? Thế thì khi mà các anh chị đã có kịch bản sẵn rồi. Đây, ví dụ chẳng hạn em đã có kịch bản sẵn rồi, bây giờ em chỉ đi em chép cái kịch bản ra thôi. Đây. À, Tú Anh đâu ta? Đợi em chút xíu nhé, để em lấy cái kịch bản vừa nãy ra. Đây, ví dụ chẳng hạn đây là cái kịch bản mình viết sẵn rồi các anh chị nhé, mình soạn sẵn rồi các anh chị. Đó, mình quay lại. Được chưa? Rồi, các anh chị mình để ý cho em này, tập trung chỗ này cho em là ủa sao không chia sẻ được cái màn hình ta? Đợi em chút xíu nha. Em vào lại Zoom. Duyệt lại giúp em vào trong ấy, mạng của em nó bị ao. Recording in progress. Rồi, cho em xin co-host vậy ạ. Rồi, ok. Rồi, được chưa các anh chị? Đây, mình vào lại CapCut này. Được chưa? Đấy, cái màu của CapCut màu ban đầu nó như thế này các anh chị nhé, nó cũng tương đối nhiều khuyết điểm đấy ạ, mà hôm nay em còn không mách nữa. Rồi ok, xong các anh chị mình thấy không ạ, ở đây nó sẽ có cái hình cái màn hình máy tính này, trên cùng ở bên dưới cái nút đây cái cầu thứ hai ấy, hình cái giống cái bàn máy tính ấy các anh chị. Rồi lúc này các anh chị có kịch bản rồi, các anh chị mình sẽ chép kịch bản vào đây cho em. Được chưa? Các anh chị mình bấm vào cái bút, các anh chị mình xóa kịch bản cũ đi. Được chưa? Các anh chị mình chép kịch bản mới vào đây cho em. Được chưa? Đấy, nó đã có cái kịch bản của các anh chị rồi. Chẳng hạn lúc nãy mà Tú Anh có gửi cho em một cái kịch bản ngẫu nhiên gì đó. Được chưa? Thì ví dụ chẳng hạn bây giờ các anh chị mình đang quay thô rất là nhiều các cái sản phẩm ngắn 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 nhỏ nhỏ rồi. Ví dụ chẳng hạn nhé. Em hỏi thật cả nhà có sợ mùi các loại tẩy rửa bồn cầu trên thị trường hiện nay không? Thì các anh chị mình có thể quay một cái là các anh chị mình lấy một cái chai tẩy rửa trên thị trường xé nhãn đi nhá. Chúng ta sẽ không sâu nhãn đi, chúng ta làm ăn rất là chỉnh chuẩn chỉnh các anh chị nhá. Thì các anh chị mình cầm lên xong các anh chị mình ngửi, các anh chị mình yêu một cái là các anh chị mình ra được một cái tài liệu chưa, ngắn ngắn như vậy thôi đúng không, mùi hóa chất nồng nặc này mỗi một lần cọ thì phải hai ba cái bao tay, thì các anh chị mình lồng hai ba cái bao tay vào, hiểu ý em không? Đấy, các anh chị mình đóng giống như là các cái TVC các anh chị mình hay xem ấy đấy, thì các anh chị mình thấy là gì ạ, nó hấp dẫn hơn, được chưa các anh chị? Đó, sau đó thì các anh chị mình sẽ chèn các cái nội dung này vào đúng không nào. Đấy, thế thì ví dụ chẳng hạn mỗi một đoạn các anh chị mình muốn là chúng ta ngắt nghỉ được lâu, thì các anh chị mình để cái khoảng trống ra một chút xíu nhé, để các anh chị mình có thời gian mà các anh chị mình nghỉ xả hơi, không có là các anh chị mình sẽ rất là mệt. Thì cái này em làm nhiều rồi em có kinh nghiệm thôi được không các anh chị? Rồi các anh chị lưu ý là chọn 3 phút cho em, tránh trường hợp là đang nói 15 giây nó ngưng mất được không nào. Rồi tiếp theo các anh chị mình bấm vào cái hình mà lục giác ở đây, nó sẽ chỉnh sửa cho các anh chị tốc độ này, thấy chưa? Các anh chị mình kéo lên nó chạy nhanh, kéo xuống nó chạy chậm, đúng chưa? Khi các anh chị làm quen rồi thì các anh chị mình sẽ biết cái tốc độ của các anh chị nó ở mức độ nào. Được không các anh chị? Các anh chị mình đừng có hỏi những cái nội dung không liên quan. Đúng không ạ? Hỏi sao đặt không được, hỏi đây làm gì các anh chị? Được không ạ? Rồi các anh chị mình chỉnh làm sao cho nó các anh chị mình có thể chỉnh một vài lần, nếu mà các anh chị mình chưa cảm thấy nó ưng, nó phù hợp với cái tốc độ của các anh chị thì các anh chị cũng có thể sửa lại một hai lần đúng không ạ? Anh chị nào mà mắt kém các anh chị mình có thể để phông chữ nó to ra được này. Thấy chưa các anh chị? Rồi, lúc này các anh chị mình cảm thấy ưng rồi thì các anh chị mình bắt đầu là các anh chị mình quay đúng không? Quay nhá các anh chị nhá. Rồi ví dụ chẳng hạn với cái dạng mà mình ngồi như thế này thì rất đơn giản thôi. Đúng nào? Đấy. Em hỏi thật cả nhà có sợ mùi các loại tẩy rửa bồn cầu trên thị trường hiện nay không ạ? Chứ em là em sợ lắm. Mùi hóa chất nồng nặc mà mỗi lần cọ phải đeo 2-3 khẩu trang để có thể tránh cái mùi khí bay vào họng, còn phải đeo bao tay tránh bị bắn vào nữa. Nói chung mỗi một lần cọ rửa nhà vệ sinh em như đi đánh trận vậy mọi người ạ. À, từ ngày mà em biết đến nước tẩy rửa nhà vệ sinh Econova của Phú Thái, thành ra em chăm cọ nhà vệ sinh hơn hẳn mọi người ạ. Mọi người có biết vì sao mà mọi người biết vì sao mà em thích sản phẩm này đến vậy không? Để em bật mí cho mọi người nghe nhé. Thứ nhất, về công dụng thì sản phẩm này làm sạch rất nhanh, bóng bề mặt, bảo vệ bề mặt, vật liệu mùi thơm lại còn rất dễ chịu. An toàn khi sử dụng, thậm chí có thể không dùng bao tay mà vẫn có thể cọ rửa nhà vệ sinh mọi người nhé. Đấy, ví dụ mọi người làm như vậy đúng không? Có cái kịch bản có phải mọi người nói nhanh hơn rất là nhiều, dễ hơn rất là nhiều, trôi chảy hơn rất là nhiều và nó đúng với cái ý của mình hơn rất là nhiều không ạ? Đấy là cái dạng đầu tiên các anh chị nhé. Cái dạng thứ hai là các anh chị mình làm sao ạ? Cứ quay. Đấy chưa? Cái dạng này rồi lưu lại. Mình sẽ lưu lại các anh chị.
Rồi cái dạng thứ hai, ví dụ cái dạng của cái chị mà em vừa mới cho các anh chị mình xem ấy, là các anh chị mình vẫn cứ dùng hết, quay hết, lồng ghép hết tất cả mọi cái clip vào với nhau. Ví dụ với cái dạng này đi đúng không? Đấy chưa? Đấy. Thì các anh chị mình lưu ý một cái video này, nó không giới hạn ký tự nhưng mà với cái này nó thừa đủ để các anh chị mình làm cái video khoảng tầm 3 phút. Đừng có làm dài hơn các anh chị, làm dài hơn là các anh chị mình rất là dễ bị bóp tương tác. Mỗi một lần đăng lên nó mất cả đến 15 20 phút không đăng được sản phẩm lên thì làm nào. Đúng không các anh chị? Đấy thì các anh chị mình lên làm ngắn thôi. Và khách người ta cũng không có ở lại để người ta nghe nhiều quá dài đâu các anh chị, làm 3 phút đổ lại thôi nhé, không làm hơn. Được chưa nào? Rồi, thì ví dụ chẳng hạn với cái trường hợp mà các anh chị mình làm giống như cái chị này đi. Được chưa? Đấy, mình làm giống như cái chị này đi các anh chị. Thì chúng ta sẽ làm sao ạ? Có hai hình thức. Đấy, một là các anh chị mình cứ làm không nói gì hết, cứ làm. Đúng nha. Sau đó các anh chị mình lấy kịch bản thì lúc này các anh chị mình sẽ vào như sau. Đăng video lên, ghép nó đúng theo thứ tự rồi, bắt đầu là làm viết nó đúng theo kịch bản này. Bắt đầu chúng ta vào audio. Được chưa? Đây, anh chị đợi em một chút xíu để em vào cái kịch bản. Em đọc lên cho các anh chị nghe. Rồi, ví dụ em vào audio, đúng không? Em bấm cái nút voice recorder này. Các anh chị mình chuyển sang dạng tiếng Việt nhé. Chị em dùng tiếng Anh quen rồi thì em cứ để tiếng Anh. Được chưa? Em tắt cái âm thanh cũ đi nhé. Đây, chỗ này này, có nút tắt âm thanh cũ này. Tất những cái âm thanh tạp âm ở trên điện thoại của các anh chị, kể cả nhà các anh chị có ồn đến mấy cũng không sao cả. Các anh chị cứ làm bình thường. Tắt cái âm thanh cũ đi này. Thấy cái nút em tắt không? Tắt xong rồi, bắt đầu các anh chị mình bấm vào voice recorder này. Các anh chị mình bấm vào cái mic này. Được chưa? Em hỏi thật, cả nhà có sợ mùi các loại tẩy rửa bồn cầu thêm trên thị trường hiện tại không ạ? À? Chứ em thì em sợ lắm. Mùi hóa chất nồng nặc mà mỗi lần cọ phải đeo 3 4 cái găng tay, 3 4 cái khẩu trang để tránh khí bay vào mũi, vào họng, còn phải đeo găng tay để tránh bị bắn vào nữa. Nói chung mỗi một lần cọ rửa nhà vệ sinh là em như đi đánh trận ấy mọi người ạ. À. Từ ngày mà em biết đến nước rửa tẩy rửa nhà vệ sinh Econova, thành ra em chăm cọ nhà vệ sinh hơn hẳn. Mọi người biết vì sao không? Em bật mí cho mọi người nghe nhé. Thứ nhất là về công dụng thì cái sản phẩm này làm sạch rất nhanh, bóng bề mặt, bảo vệ bề mặt vật liệu, mùi thơm cực kỳ dễ chịu, an toàn khi sử dụng, thậm chí có thể không dùng găng tay mà vẫn có thể cọ rửa bồn cầu nhé mọi người. Đấy chưa? Đấy chưa? Mọi người thấy không ạ? Đấy là chúng ta đã có được một cái. À, cái này em không quay được các anh chị. Cái này em không quay được bởi vì em đang lên trên này với mọi người rồi. Em đang tham gia cái phòng Zoom với mọi người rồi cho nên là em không quay được các anh chị nhé. Còn khi mà các anh chị mình bấm vào quay đây này, quay ở đây này, nó sẽ cho các anh chị mình quay nha. Được chưa? Ấy vẫn cho quay mà. Sao lúc nãy em không quay được ta? Đây này em làm lại nhé. Thì các anh chị làm sai này, các anh chị mình bấm vào làm sai, các anh chị mình dừng, cho các anh chị back lại là xong các anh chị nhé. Bấm cái nút back lại là xong này. Được chưa? Rồi, đây để em làm lại cho các anh chị một lần. Rồi. Em hỏi thật mọi người nhé, cả nhà có sợ mùi các loại tẩy rửa bồn cầu trên thị trường hiện nay không? Chị em là em sợ lắm, mùi hóa chất nồng nặc mà mỗi một lần cọ phải đeo ba hai ba cái khẩu trang để tránh khí bay vào mũi, vào họng, còn phải đeo găng tay để tránh bị bắn vào nữa. Nói chung mỗi một lần cọ rửa nhà vệ sinh em như đi đánh trận vậy mọi người ạ. À. Từ ngày em biết đến nước tẩy rửa nhà vệ sinh Econova, thành ra em chăm cọ nhà vệ sinh hơn hẳn. Mọi người biết vì sao không? Em bật mí cho mọi người nghe nhé. Thứ nhất là về công dụng, nó làm sạch cực nhanh, bóng bề mặt, bảo vệ bề mặt vật liệu, mùi thơm dễ chịu, cả lại còn an toàn khi sử dụng nữa. Đấy. Xong, bấm tích V. Được chưa? Rồi, lúc này mình quay lại mình xem cái thành phẩm của mình này. Được chưa? Đây. Cái này mình không nghe được các anh chị. Tại vì sao? Bởi vì em đang kết nối âm thanh với các anh chị rồi mình sẽ không nghe được. Được chưa? Đấy. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn cái trường hợp mà em đã làm âm thanh xong rồi. Được chưa các anh chị? Và mình sẽ muốn các anh chị mình có muốn là để cái auto caption lên không? Được chưa? Mình có muốn để là mình nói cái gì thì chữ nó hiện lên trên màn hình không các anh chị? Muốn thì các anh chị mình đánh số 1 đi ạ. Mình có biết muốn muốn biết cách đấy như vậy không ạ? Thì các anh chị mình đánh số 1 lên trên khung chat đi ạ. Rồi khi mà các anh chị mình làm như vậy xong, nhiều người người ta đang giờ làm việc đúng không? Người ta không có muốn là để tiếng ồn thì người ta muốn chỉ muốn đọc caption thôi. Thì các anh chị mình sẽ dùng cái cách là gì ạ? À mình sẽ vào text. Được chưa? Đấy, mình sẽ vào cái phần là gì? Auto caption. Được chưa? Mình chọn tiếng Việt xong mình bấm bắt đầu. Được chưa các anh chị? Đây, các anh chị mình thấy không ạ? Không đeo găng tay để dọn rửa nhà vệ sinh, các anh chị có dám không? Được thì đang Cái dùng. chị này làm cái chị này làm cái câu đầu tiên rất hay, không đeo găng tay để lau chùi nhà vệ sinh các anh chị có dám không?
Nó là một cái tiêu đề rất hút anh chị, và các anh chị mình có thể hoàn toàn sửa cái tiêu đề này trở thành cái dạng tiêu đề của cả bài luôn các anh chị. Đấy, được chưa? Thì khi này các anh chị mình sẽ quay sang các anh chị mình đánh là gì ạ? A vào đây. Còn các anh chị mình đánh cái caption lên đây, được không ạ? Ok chưa? Các anh chị mình bấm text vào đây, được chưa? Các anh chị mình add text vào đây. Các anh chị mình đánh caption. Không đeo găng tay. Được chưa? Để em không quay nữa, để em bỏ cái chân này ra em sửa cho các anh chị cho nó dễ. Đây, các anh chị mình dùng cái caption 4 giây đầu tiên rất quan trọng các anh chị nhé. Không đeo găng tay. Nhà vệ sinh. Các chị dám không? Đúng không? Mình đánh xong bắt đầu mình bấm tích V như này, xong mình bấm vào đây. Đấy chưa? Các anh chị mình lưu ý này, khi mà mình xuống dòng ấy, mình sẽ phải lưu ý giúp em là khi mà mình làm xong ấy thì các cái từ nó phải có nghĩa với nhau. Tránh trường hợp không đeo găng xong xuống dòng tay. Đấy chưa? Cọ rửa nhà vệ xuống dòng sinh. Nó rất là vô duyên các anh chị hiểu ý em chỗ này không ạ? Cho nên chúng ta làm sao mà chúng ta sẽ cảm phải lưu ý cả cái đoạn mà xuống dòng, lên xuống dòng nó cũng cần phải khoa học nữa, đúng không ạ? Nó cũng cần phải gây thiện cảm nữa các anh chị. Khi này thì các anh chị mình sẽ bấm vào đây, các anh chị mình sửa cho em phông chữ này. Đúng không? Các anh chị mình chọn các loại phông chữ khác nhau được, các anh chị mình thấy không ạ? Đấy, được chưa? Các anh chị mình chọn các loại phông chữ khác nhau được nhé. Rồi, ngoài ra các anh chị mình có thể là gì ạ? Bấm phong cách. Ví dụ các anh chị mình thích phong cách như thế này, các anh chị mình thích phong cách như thế này. Các anh chị thích phong cách như thế này, các anh chị mình sửa đi. Thậm chí là nó có các cái loại effect này. Được chưa? Các anh chị mình thấy không ạ? Những cái nào mà nó có chữ pro các anh chị nhé, là các anh chị mình phải trả phí thì các anh chị mình dùng đấy. Thì các anh chị mình sẽ không bấm vào pro, các anh chị mình chọn cái nào không có chữ pro thôi. Các anh chị thấy không ạ? Đây này, những cái nào mà không có chữ pro thì các anh chị mình chọn. Được chưa? Ví dụ như này. Được chưa? Ngoài ra các anh chị mình có thể chọn là gì ạ? Nền nữa các anh chị. Được chưa? Đấy. Ví dụ các anh chị mình muốn chọn nền thì các anh chị mình làm nào. Các anh chị mình bấm vào chữ, xong các anh chị mình bấm vào effect. Được chưa? Đây, bấm vào style, các anh chị mình bấm background này. Cái này thì cái của em nó đang là tiếng Anh cho nên các anh chị mình sẽ nhìn hơi khó hiểu nhá. Nhưng mà các anh chị mình khi mà các anh chị mình dùng cái này thì các anh chị mình dùng tiếng Việt. Đây, các anh chị mình có thể đổi ảnh cái đổi cái nền nó đi. Được chưa? Đổi làm sao mà các anh chị mình cảm thấy nó phù hợp thì các anh chị mình đổi. Được chưa các anh chị? Rồi, khi mà các anh chị mình đặt đấy, nếu mà các anh chị mình đăng lên trên TikTok thì các anh chị lưu ý giúp em không để quá thấp xuống dưới này. Không để quá cao lên trên này. Các anh chị mình để làm sao mà ví dụ chẳng hạn các anh chị mình đang ngồi như này ấy, nó dưới cằm các anh chị một chút xíu là được. Các anh chị mình làm quen các anh chị mình sẽ biết, bởi vì sau khi mà các anh chị mình đăng lên ấy thì thằng TikTok nó sẽ có rất là nhiều các cái chú thích đúng không? Tránh trường hợp mà các cái chữ này của các anh chị nó cứ bị các cái chú thích nó chèn đi, nó rất là xấu. Được chưa? Thì các anh chị mình để làm sao cho nó phù hợp. Được chưa? Rồi, lúc này các anh chị mình muốn chỉnh sửa các cái loại này thì các anh chị mình bấm vào một cái đoạn bất kỳ. Xong các anh chị mình cũng vào phần là gì? Kiểu chữ. Các anh chị mình chọn phông chữ cho em, đúng chưa? Ví dụ chẳng hạn các anh chị mình chọn cái dạng phông chữ này đi. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ ghi nhận cho cả dòng của các anh chị luôn. Phong cách, ví dụ các anh chị mình chọn cái kiểu như này thì nó sẽ ra cái phong cách như này. Dùng Để cái cho các dung anh dịch chị. Ecodova công. Đấy, lúc này thì các anh chị mình sẽ bắt đầu thấy một số những cái lỗi, ví dụ các anh chị mình các anh chị mình nói ngọng, các anh chị mình phát âm không chuẩn thì nó sẽ ghi nhận cái từ ngữ không chuẩn. Thì các anh chị mình bấm vào cái nút hình cái bút này này để các anh chị mình chỉnh sửa đồng loạt nhé, chỉnh sửa hàng loạt cho em. Được chưa? Chỗ này thì các anh chị mình có thể kéo chỉnh sửa hàng loạt, chỗ nào mà nó sai, ví dụ như Econova này nó viết sai thì các anh chị mình sửa đi. Được chưa các anh chị? Econova. Được chưa? Chỗ nào mà các anh chị nó xuống dòng không đúng, nó xuống dòng không hợp lý thì các anh chị cũng sửa đi. Để dọn rửa vệ sinh này. Đấy các anh chị mình thấy không ạ? Nó nhận luôn cái chữ A thì các anh chị mình xóa cái chữ A này đi. Được chưa? Khi mà xong rồi thì các anh chị mình có thể cho chạy thử. Ví dụ như chị này thì chị sẽ điền những cái dòng chữ nó liên quan đến USB của sản phẩm lên trên cái video luôn. Thì để ạt chữ thì rất đơn giản thôi các anh chị. Ví dụ ở đây chị để chữ rồi thì cái caption các anh chị có thể để lên trên này. Được không? Để tránh nó chèn vào nhau, đúng không anh chị? Đấy, ví dụ chẳng hạn các anh chị mình muốn đến cái đoạn này, các anh chị mình viết chữ thì đơn giản thôi. Các anh chị mình bấm đúng đến đoạn này, các anh chị mình bấm viết chữ thôi, các anh chị mình viết lên. Được không ạ? Ok không các anh chị? Đoạn này ok không các anh chị? Ok chưa? Rồi, ví dụ các anh chị mình muốn chèn âm thanh vào trong cái nền bài 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 video của các anh chị thì sao? Các anh chị mình muốn là có cái âm thanh nhẹ nhàng, du dương nhẹ nhàng chẳng hạn, để cho cái ba video của mình nó thêm hứng thú thì các anh chị mình làm thế nào? Các anh chị mình bấm về đầu này. Được chưa? Các anh chị mình bấm vào audio. Được chưa? Các anh chị mình bấm sound.
Được chưa? Các anh chị mình có thể chọn những cái bản piano ballad chẳng hạn. Piano ballad chẳng hạn. Thì nó sẽ ra những cái bản nhạc piano thôi. Nó không có lời các anh chị nhé. Được chưa? Hoặc là bình thường em hay 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 chọn cái bản nhạc này, đó là bản Windy Hill. Các anh chị mình nghe là gì ạ? Các anh chị mình lưu ý là chúng ta sẽ nghe để chúng ta hiểu về cái tư duy thôi. Chứ các anh chị mình đừng có lo là gì ạ? Nghe không hiểu, đương nhiên không hiểu, không 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 hiểu là đương nhiên ạ. 100% mình hiểu ngay thì các anh chị lại giỏi quá. Đúng không ạ? Các anh chị mình sẽ lên mạng, các anh chị mình search cách làm các thứ, các anh chị mình làm nhiều rồi các anh chị mình mới ra được vấn đề. Chứ ngày hôm nay là các anh chị mình nghe để các anh chị mình nắm là à thì ra nó có những cái cách như vậy. À thì ra là mình có thể làm như vậy. À thì ra người ta làm video hay là vì người ta áp dụng những cái như vậy. Các anh chị hiểu em chỗ này không ạ? Ok không ạ? Chứ còn các anh chị mình nghe xong mà các anh chị mình muốn là hiểu ngay lập tức thì không hiểu được đâu các anh chị. Đúng không ạ? Chúng ta hiểu được tầm 50-60% đã là rất là đẹp rồi. Đúng không ạ? Còn nếu mà không hiểu thì chúng ta cứ dần dần đến khi mà em làm xong, mọi người là mọi người up lên trên YouTube chẳng hạn, đúng không? Mọi người nghe được cái đoạn nào mọi người cần phải thực hành luôn, mọi người bấm dừng video lại. Đúng không? Thì mọi người thực hành chỗ đấy. Chứ mà bây giờ các anh chị mình nghe xong các anh chị mình bảo dừng 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 lại để bảo lại chỗ này thì người nói nhanh, người nói chậm, người hiểu nhanh, người hiểu chậm thì làm sao mà làm được ngay tại chỗ, đúng không anh chị? Đấy, ví dụ chẳng hạn cái bản nhạc này chẳng hạn. Đấy, đúng không? Cái bản nhạc này các anh chị thấy quen không? Rồi, bấm dấu cộng ở đây. Thì lưu ý giúp em là nhiều anh chị bị một cái như thế này. Bị một cái như thế này các anh chị nhé. Đó là gì ạ? Nhạc to hơn lời. Các anh chị mình đã ăn nói nhỏ nhẹ rồi, em là thuộc dạng ăn to nói lớn các anh chị. Mà các anh chị ăn nói nhỏ nhẹ rồi mà các anh chị thêm nhạc vào cái là nghe toàn thấy tiếng nhạc không thấy tiếng các anh chị mình đâu, là cũng hỏng bét các anh chị nhá. Thì các anh chị lưu ý là chỉnh cái âm lượng nhạc lại cho em. Rất bé thôi, từ 5 đến 10 thôi các anh chị. Được chưa? Cho bé thôi. Không đeo găng tay để dọn Chưa? dẹp nhà vệ sinh các anh chị có. Đấy, thì các anh chị mình lưu xuống là làm sao xong các anh chị mình nghe thử xem nó đã đủ hay gì chưa. Ở không các anh chị? Rồi ví dụ chẳng hạn các anh chị mình có thấy những cái phần mà người ta muốn là dẫn chứng một cái hình ảnh, một cái video khác, thì các anh chị mình biết cách làm nào không? Các anh chị đã biết cách làm chưa? Dẫn chứng là ví dụ chèn một cái video nào đấy trên cạnh cái video của mình, ví dụ có một cái dược sĩ nào đấy, có một bác sĩ nào đấy, hoặc có một chuyên gia nào đấy nói về cái sản phẩm của chúng ta, hay nói về những cái sản phẩm mà tẩy rửa bên ngoài thị trường mà các anh chị mình nghe xong các anh chị mình yêu, đúng không? Thì các anh chị mình có biết cách làm không ạ? Ví dụ đây, ví dụ em có một cái video này của em đúng không? Đúng không ạ? Rồi các anh chị mình còn ở đấy không? Các anh chị đang còn đây không ạ? Ví dụ nha. Em up cái này lên. Ví dụ các anh chị mình cắt được đâu một cái đoạn của các cái chuyên gia đúng không? Nói về cái sản phẩm, các cái loại sản phẩm tẩy rửa trên thị trường mà nó rất là độc hại chẳng hạn. Đúng không nào? Ví dụ các anh chị mình tải cái video của các anh chị lên, các anh chị mình ngồi giả vờ, các anh chị mình nghe nghe gật gù đúng không? Nghe nghe cái câu mà một cái người chuyên gia nào đấy nói, thì các anh chị mình chèn cái video lên, thì các anh chị mình chèn kiểu gì? Các anh chị mình sẽ dùng lớp phủ cho em, thì ở đây nó là overlay các anh chị nhé. Mình sẽ dùng lớp phủ cho em, đúng không các anh chị? Đấy, thì ví dụ chẳng hạn các anh chị mình sẽ tạo một cái lớp phủ lên, ví dụ đây là cái người chuyên gia chẳng hạn đi, em ví dụ thế đi. Các anh chị mình tải lên, được chưa? Các anh chị mình để cái phần chuyên gia nói nhỏ nhỏ ở trên này, được chưa các anh chị? Các anh chị mình ngồi, các anh chị mình gật gù. Để làm gì các anh chị? Để mượn được cái uy tín của người chuyên gia đấy. Để mượn được cái hit, để mượn được cái sự nổi tiếng của cái video mà các anh chị mình muốn mượn mượn hơi ấy. Đúng không ạ? Thì các anh chị mình gật gù xong bắt đầu các anh chị mình để sẽ đến nói cái phần mà các anh chị mình muốn nói. Ok em chưa ạ? Đấy là chèn cái video. Thế thì các anh chị mình muốn chèn video đến bao lâu thì các anh chị mình kéo ra. Đúng không? Còn nếu mà các anh chị mình chỉ muốn lấy đến đây thôi thì các anh chị mình cắt video đi này. Bấm vào cắt tắt này. Được chưa? Split đấy. Anh chị mình vứt cái đoạn đằng sau đi là được các anh chị nhé. Ok chưa? Rồi tiếp theo nữa là các anh chị mình muốn đến đoạn này, các anh chị mình muốn tải một cái ảnh lên thì sao? Các anh chị mình lại thêm lớp phủ thôi, được chưa? Thì lúc này các anh chị mình chọn một cái ảnh nào đấy lên, được chưa? Các anh chị mình muốn cái ảnh này nằm ở đâu thì các anh chị mình kéo nó ở đó nhé, được chưa? Các anh chị mình muốn để cái ảnh nó ở đây thì các anh chị mình để ở đây, được chưa? Đấy thì các anh chị mình muốn cái ảnh này nó làm bao nhiêu lâu, nó kéo dài bao nhiêu phút, bao nhiêu giây ở trên cái video của các anh chị, thì các anh chị mình cứ kéo nó ra thôi. Được chưa? Ví dụ đến đây các anh chị mình không đến đây thôi thì các anh chị mình kéo nó lại. Được chưa các anh chị? Rồi, đây là một số những cái cơ bản để em hướng dẫn cho các anh chị mình thôi. Còn ngoài ra cái video như này các anh chị mình có thể add khung trên khung dưới được y hệt như lúc nãy em làm nhé. Được chưa? Các anh chị mình cũng thêm khung trên khung dưới để ghi chú như em làm. Còn nếu mà tốt hơn thì các anh chị mình sẽ dùng cái tiêu đề giống như em vừa sửa cho cái video của các chị mà cọ rửa nhà vệ sinh ấy.
chúng ta làm cái tiêu đề nó lớn lên ngay từ đầu ấy các anh chị. Đấy chưa? Đó là về phần video. Rồi, các anh chị mình có câu hỏi gì về cái đoạn video này không ạ? Trước khi mà chúng ta đến phần livestream. Thì thực tế là các anh chị mình làm video quen rồi. Đấy chưa? Các anh chị mình làm video quen rồi thì các anh chị mình sẽ làm sao ạ? Các anh chị mình sẽ quay sang làm livestream, các anh chị mình sẽ cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, nó đỡ bị áp lực các anh chị. Rồi, để em tắt cái chia sẻ ở trên điện thoại này đi. Được chưa các anh chị? Rồi. Ok chưa ạ? Đến đây các anh chị mình ok chưa ạ? Có câu hỏi gì không ạ? Chúng ta sẽ di chuyển sang cái nội dung livestream nhé. Hôm nay chúng ta chỉ có cưỡi ngựa xem hoa được như vậy thôi các anh chị, bởi vì là thực tế là cái thời lượng của chúng ta không có đủ. Bây giờ em đã đủ đấy, cháy giờ rồi. Đấy chưa ạ? Rồi, tải video rất dễ các anh chị. Các anh chị mình không biết cái gì không biết, các anh chị mình lên hỏi Google. Các anh chị mình đánh này: cách tải video từ Facebook về điện thoại hay cách tải video từ Facebook về máy tính, nó ra hết các anh chị. Đấy chưa ạ? Chứ không có cái gì mà khó à các anh chị. Các anh chị mình không biết thì các anh chị mình hỏi Google. Được không nào? Rồi, tiếp theo nữa là đến cái phần viết status cho video, à cho bài livestream các anh chị nhé. Nhiều anh chị sẽ gặp phải một cái lỗi như thế này. Đó là các anh chị mình livestream và các anh chị mình dùng quá nhiều thời gian, mất quá nhiều thời gian để các anh chị mình chỉnh sửa cái status, các anh chị mình tìm tìm filter, tìm hiệu ứng. Đúng không? Khi mà các anh chị mình làm như vậy xong, đến lúc các anh chị mình livestream thì nó mất đến 10 15 phút để các anh chị mình chỉnh sửa cái status rồi cái hiệu ứng rồi. Đấy chưa? Thì làm sao các anh chị, đến lúc các anh chị mình đăng lên thì nó sẽ được đánh giá là một một cái livestream chết. Được chưa các anh chị? Thế cho nên cái mẹo của em đó là gì ạ? Khi mà các anh chị mình chẳng hạn như các anh chị mình đăng, các anh chị mình bấm livestream đúng không? Các anh chị mình lên livestream chẳng hạn, đúng không các anh chị? Đấy, các anh chị mình bấm vào live. Đấy, các anh chị mình cứ sửa nhé. Cứ add hết các cái nội dung các anh chị mình cần add vào đây. Các anh chị cứ add hết vào đây. Được chưa? Hoặc là các anh chị mình vào cái phần mà bạn đang nghĩ gì ấy, cho nó nhanh. Được chưa? Đến cái phần mà trên Facebook là bạn đang nghĩ gì này. Các anh chị mình vào cái phần bạn đang nghĩ gì, các anh chị mình cứ chỉnh sửa bình thường. Sau đó là các anh chị mình copy. Đúng chưa? Copy cái nội dung mà các anh chị mình chỉnh sửa ấy. Để em share màn hình cho các anh chị mình dễ hình dung. Cần share màn hình không các anh chị, hay các anh chị mình nghe hiểu mà? Hiểu không ạ? Những cái này là đơn giản rồi. Các anh chị nghe hiểu không ạ? Hay cần em share màn hình không ạ? Đăng lên trên Facebook hay TikTok đều được các anh chị. Bởi vì sao ạ? Đó là nội dung gốc của các anh chị. Đó là nội dung các anh chị tự làm ra, cho nên các anh chị mình hoàn toàn có thể đăng lên các nền tảng được. Tránh trường hợp là các anh chị mình re-up ấy. Re-up là sao? Các anh chị mình tải một cái video của chị Trúc Ly này về, xong các anh chị mình up lên thì nó là dạng re-up, thì người ta sẽ đánh bản quyền các anh chị. Đúng chưa? Nhưng còn đây là cái sản phẩm mà các anh chị tự làm ra, các anh chị có thể đăng đa nền tảng được, không vấn đề gì hết. Đúng không các anh chị? Rồi, em sẽ xem màn hình điện thoại nhé cho các anh chị dễ nắm. Thứ nhất là về tiêu đề. Được chưa? Thứ nhất là về tiêu đề của cái bài livestream của các anh chị mình biết cách livestream rồi đúng không? Làm nào để livestream thì biết rồi đúng không ạ? Trên cái trang nó có hình cái like này. Được chưa? Bấm vào đây. Được chưa? Các anh chị mình có thể là add script, add caption này. Đúng không? Đấy, ví dụ một số những cái yêu cầu, một cái những cái số các anh chị mình lưu ý này. Đấy chưa? Lưu ý khi livestream này là những cái từ liên quan đến buôn bán, giống như là giá, sale, flash sale, tên sản phẩm. Các anh chị mình để vào hashtag cho em. Để vào hashtag cho em. Thì hashtag này thì thằng Facebook nó sẽ không quét được. Ok cho các anh chị? Ok, đánh lên ok lên trên không chat giúp em. Hey, can you please do it later? Được chưa các anh chị? Đánh ok nha. Ví dụ hashtag này. Sale sập sàn. Sale. Ship trừ. Sập. Ship trừ. Sàn. Cái đánh hashtag thì các anh chị phải biết đúng không ạ? Ví dụ với các cái sản, với cái chữ mà muốn kết nối với nhau thì phải là bằng cái từ ship trừ. Đấy chưa? Hoặc là mua một tặng một cũng như vậy. Mà các anh chị mình muốn đánh thì các anh chị mình phải đưa nó vào hashtag. Mua một tặng một. Thì lúc này thằng Facebook nó sẽ không quét được. Được chưa? Còn nếu mà các anh chị mình để mua một tặng một, hoặc là mua mà các anh chị mình đánh m.u.a, nó vẫn quét được bình thường, không qua mặt được nó đâu. Đúng không anh chị? Đấy. Thì khi mà các anh chị mình sửa như thế này xong, một cái điều đặc biệt quan trọng là các anh chị mình sẽ cần phải copy cái này, thoát nó ra, nhớ chưa? Vào săn, vào săn quà với em, vào giật quà với em đi này, đúng không ạ? Giật quà cùng em, hay là các anh chị mình biết cái gì đấy, các anh chị mình biết xong các anh chị mình copy, nhớ chưa? Cắt nó đi, đăng thoát cái bài đăng này ra,
Được chưa? Thoát cái livestream này ra. Xong rồi chúng ta sẽ quay lại. Được chưa? Chúng ta sẽ quay lại và chúng ta chép lại. Chép lại cái nội dung mà chúng ta vừa mới đánh ấy. Để làm gì các anh chị? Tránh trường hợp mà. Mình lại quên quên chép cái hashtag này. Để tránh trường hợp mà chúng ta làm lâu quá, loay hoay lâu quá, sửa hiệu ứng cũng lâu quá. Đây này, còn cái sửa hiệu ứng làm đẹp da nữa này, các anh chị mình vào cái hình cái sao sao trên đầu trên cùng bên tay trái này này. Đúng chưa ạ? Sửa cho da đẹp hơn này các anh chị này. Thấy chưa? Là da đẹp chưa? Đấy. Ở chưa? Đấy, thì các anh chị mình sửa xong thì lần sau ví dụ chẳng hạn đến lúc các anh chị mình đăng thật rồi ấy, thì các anh chị mình phải biết là à cái hiệu ứng này tôi chốt là tôi dùng. Tí nữa đăng bài thì các anh chị mình chép xong cái cắt cắt à, chép xong cái nội dung. Sau đó là các anh chị mình chép cái nội dung các anh chị mình muốn chào mời ở trên cái tiêu đề ấy. Xong bắt đầu lúc này các anh chị mình bấm go live. Được không các anh chị? Đấy, một cái mẹo nữa mà em khuyên các anh chị này, các anh chị mình hoàn toàn có thể live trên hai nền tảng cùng một lúc. Đúng không? Các anh chị có thể là gì ạ? Máy này các anh chị mình live trên Facebook, cái máy này các anh chị mình live trên TikTok được không? Được không các anh chị? Anh chị nào đã thử làm như vậy chưa ạ? Thì nó sẽ thỉnh thoảng nó có một chút xíu cái này thôi, là trên TikTok thì có giỏ hàng đúng không? Trên Facebook thì không có giỏ hàng đúng không? Thì ví dụ chẳng hạn thằng Facebook nó phải mặc định hiểu là à cái bé này nó đang like ở trên hai nền tảng, thì trên Facebook cũng do không có giỏ hàng thì nó phải inbox cho mình để nó mua hàng các anh chị. Một công đôi ba việc mà. Các anh chị làm được điều này không ạ? Các bạn livestream chuyên nghiệp là các bạn like một lúc ba bốn máy luôn các anh chị. Và like một lúc trên cả Facebook, trên cả TikTok luôn. Rồi, anh chị nào mình đã biết được cái mẹo này chưa, để các anh chị mình tối ưu cái công việc kinh doanh của mình, cái việc livestream của mình chưa? Rồi, thêm một vài cái lưu ý khi mà các anh chị mình livestream này. Đấy chưa? Đó là gì ạ? Không bị phụ thuộc vào mắt like các anh chị. Nhá, lưu ý giúp em. Khi mà các anh chị mình mới like, kể cả là em hay là nhiều cái người like nhiều rồi ấy các anh chị. Mở mắt lên like là mở lên like nó được 10, 20, 30 mắt thôi là chuyện bình thường các anh chị nhá. Không có gì mà áp lực chỗ này cả. Nếu mà các anh chị mình sợ là gì ạ? Mình like không duyên dáng, mình nói ngọng, mình nói giọng địa phương, mình like không hay, thì các anh chị mình làm sao? Để mà giải tỏa được cái chỗ tâm lý này, các anh chị mình làm video ngắn nhiều lên đã. Để chạy cho mình quen đi đã. Sau đó là lên lúc mình bật mắt like. Bật mắt like lên thì điều đầu tiên các anh chị đánh lên trên khung chat để cùng nhớ với nhau này. Không phụ thuộc vào mắt like. Nếu được mà các anh chị mình cứ phải bị nhìn vào mắt like và các anh chị sợ sợ, các anh chị mình kiếm cái tờ giấy băng dính, các anh chị mình dính cái chỗ mắt like vào cho em. Đấy chưa? Cái mẹo đấy các anh chị. Đấy chưa? Dán cái chỗ mắt like vào. Coi như không biết. Coi như không biết đang có bao nhiêu người like, và các anh chị mình biết không ạ? Có thể lúc mà em like có thể 10, 15, 20 người xem thôi, hoặc 5, 7, 10 người xem thôi. Nhưng mà em tắt like đi có khoảng 120, 200 mắt xem. Nhưng mà đến ngày mai nó có thể lên đến 1.000, 2.000 mắt xem. Được không ạ? 1.000, 2.000 mắt xem là chuyện bình thường, bởi vì người ta không có thời gian người ta xem lại livestream của mình rất nhiều. Cho nên các anh chị mình đừng có bị ảnh hưởng quá nhiều vào mắt like. Các anh chị mình bị ảnh hưởng vào quá nhiều mắt like, các anh chị mình bật like lên một ngày, các anh chị mình không like tối đa hai lần like các anh chị nhé. Đặc biệt là các anh chị mình mới kinh doanh, like nhiều quá là khả năng mà nó cũng quét đấy. Một ngày like cho em tối đa hai lần, và mỗi một lần trên Facebook tối đa 60 phút. Đấy chứ, anh chị nào phải đi làm, các anh chị mình cứ sử dụng nhé. Tối đa 60 phút cho em ở tối thiểu 60 phút để cho em ở trên Facebook. Trên TikTok thì các anh chị mình nó sẽ có một số cái bài tập cho các anh chị đấy. Trên TikTok thì chúng ta phải like tối thiểu 90 phút trong vòng 12 ngày liên tục. Một khi mà các anh chị mình làm được điều này ấy, là chắc chắn với các anh chị luôn là cái tỷ lệ tương tác của các anh chị rất cao. Nhá, các anh chị mình có làm được cái này không ạ? Các anh chị mình có sẵn sàng là gì ạ? Chiến đấu 12 ngày liên tục mỗi một ngày 90 phút like cho em không ạ? Đó là bài tập đấy các anh chị, cho những cái nhà sáng tạo nội dung đấy. Được chưa? Và khi mà các anh chị mình like ấy, các anh chị mình luôn luôn kêu gọi hành động cho em. Ví dụ, họ mà chưa mua hàng thì các anh chị mình nói là gì ạ? Mọi người bấm vào follow để biết được là ngày mai Thúy có điều gì hời cho các anh chị, đúng không ạ? Luôn luôn kêu gọi người ta hành động. Các anh chị mình thả tim, thả like cho em. Các anh chị mình có nghe thấy em không ạ? Các anh chị mình nghe thấy em thì các anh chị mình đánh số 1 giúp em được không? Các anh chị mình thả tim lên màn hình được không? Các anh chị mình vào giỏ hàng để bấm mua hàng, đúng không ạ? Các anh chị mình bấm follow để biết được là ngày mai em có cái điều hời gì. Tháng này là cái tháng sinh nhật của Dropy, sẽ có rất nhiều điều hời cho các anh chị. Ví dụ như vậy đúng không ạ? Các anh chị mình follow để không lỡ các cái điều của em, đúng không các anh chị? Đây, thứ nhất đó là không phụ thuộc vào mắt like. Thứ hai đó là kêu gọi tương tác liên tục trong phiên like. Được chưa? Trên Facebook các anh chị cố gắng like tối đa cho em 60 phút. Mà các anh chị mình làm sao để làm được việc này, nói thật với các anh chị, kể cả không ai xem, em vẫn ngồi em có thể nói được 60 phút là chuyện bình thường. Khi chúng ta có cái gì các anh chị biết không ạ? Khi chúng ta có gì ạ? Đánh lên trên chat giúp em. Khi có gì ạ? Khi có kịch bản các anh chị. Ví dụ, ngày hôm qua những anh chị nào, hôm trước những anh chị nào vào cái buổi chia sẻ về cách cách demo nước rửa bát của chị mentor Hải Vân, anh chị nào vào các anh chị mình đánh số 5 giúp em. Đấy chưa?
Thì khi mà các anh chị mình xác định là ngày hôm nay tôi sẽ live demo về cái sản phẩm nước rửa bát, thì các anh chị mình phải chuẩn bị hết công cụ dụng cụ. Thì hai cái, đúng không? Hai loại nước rửa bát, nước rửa bát của mình và nước rửa bát của trên thị trường. Đúng không các anh chị? Nước nôi, đèn, kịch bản, tất cả mọi thứ các anh chị mình có sẵn. Tránh trường hợp là đang live thì chạy đi tìm thìa, đúng không? Tránh trường hợp đang live chạy đi múc nước. Đúng không anh chị? Đấy, đó là chúng ta phải chuẩn bị sẵn cho cái phiên live của mình. Thì chúng ta phải có kịch bản. Ngày hôm nay cần phải nói cái gì? Giống như ngày hôm nay em lên nói với các anh chị, bình thường em lên training là em sẽ có slide đúng không? Hôm nay em không có slide thì ít nhất em cũng phải có cái sườn cho các anh chị. À, số 1 đó là hướng dẫn các anh chị mình gắn khung khung ảnh vào trong cái ảnh đúng không? Em làm đầu tiên đấy. Xong thứ hai là em hướng dẫn các anh chị làm gì? Làm video ngắn, hai dạng video đúng không? Thứ ba là sẽ đến các cái lưu ý cần phải nắm. Thứ tư là đến phần livestream. Đúng không các anh chị? Em cũng phải có kịch bản cho các anh chị hết đấy. Chứ không phải mà em nhớ nhớ gì em nói cái đấy đâu. Được chưa các anh chị? Đấy, thì chúng ta lưu ý này, không bị tập trung vào mắt live dần nó sẽ lên, dần dần nó sẽ lên. Chúng ta phải tăng cái tính duyên dáng của chúng ta lên. Cái trạng chúng ta phải chịu khó tương tác với khách hàng. Một đôi khi mà chúng ta muốn tương tác mạnh thì chúng ta cần phải có những cái chiêu, những cái game mini game ấy các anh chị. Được chưa? Em nói thật là em lên livestream thì có thể là bán được nhiều hàng, bán được ít hàng hay không, nhưng mà kết thúc live là cái phiên live của em sẽ có rất nhiều tương tác. Có rất nhiều comment, được chưa? Có rất nhiều chia sẻ. Bởi vì em biết cách thu hút người ta, giữ chân người ta ở lại cái livestream của mình. Được chưa? Và lưu ý giúp em một ngày chúng ta không live quá 2 lần. Và mỗi một lần live trên TikTok, trên TikTok chẳng hạn, thì các anh chị mình phải live tối đa 9, tối thiểu 90 phút cho em. Được chưa? Không được là gì ạ? Đang bật live mà thấy ít mắt xem quá là chán bỏ các anh chị nhá. Ok chỗ em, cho em chỗ này chưa ạ? Được chưa? Những cái ngôn từ bán hàng mà để lên trên cái phần content ấy, cái phần trên đầu ấy, thì phải đưa vào trong hashtag. Được chưa? Không dành quá 3 phút để sửa một cái, để chuẩn bị cho một cái phiên live hoặc là một cái bài đăng chẳng hạn. Bởi vì sao ạ? Quá 3 phút thì nó sẽ bị dính vào là một bài đăng chết. Được chưa? Để mà tránh cái trường hợp này thì chúng ta sửa xong nội dung hết, thêm icon, thêm hết tất cả mọi thứ xong hết, chúng ta copy, chúng ta quay lại, chúng ta thoát cái bài đăng cũ đi, chúng ta quay lại, chúng ta đăng lại từ đầu để cái thời gian chúng ta đăng là nhanh nhất, đúng không các anh chị? Chỗ này ok chưa? Nếu đang like mà bị tắt thì sao? Nếu đang like mà bị tắt thì sao? Có like lại ngay lập tức không? Nếu đang like mà bị tắt thì coi như là gì ạ? Bỏ cái ngày like đấy, hôm đấy đi, tuyệt đối không được quay lại like ngay, bởi vì nó có mùi là bị quét. Đúng không? Giống như các anh chị mình bị xả cái điện thoại của các anh chị bị rơi xuống nước. Nhiều anh chị làm vớt điện thoại lên một phát là hối hối hả hả là bật điện thoại lên ngay, khi nó chập là chết. Đúng không? Điện thoại của mình rơi xuống nước là phải đi xử lý lau khô rồi đã mang ra quán xử lý mạch điện ngay đúng không? Tuyệt đối like mà đang bị tắt là không like ngay, ngày mai hoặc là ngày kia mới like lại. Ok chỗ em chỗ này chưa các anh chị? Trước khi like cần phải chuẩn bị cho em về hệ thống mạng, kiểm tra xem mạng ngày hôm nay nhà mình có yếu hay không. Được chưa? Tốt nhất là khởi động lại mạng. Được chưa các anh chị? Bởi vì cái trải nghiệm của một phiên live rất quan trọng các anh chị. Trải nghiệm của một phiên live rất quan trọng, nó cứ mờ xìn xịt. Đúng không? Đấy, xong rồi nó cứ giật đùng đùng. Người ta sẽ không ở lại cái phiên live của mình quá 5 phút đâu các anh chị. Được chưa? Và bật live lên một cái không bao giờ có cái chuyện là cứ ngồi như này. À, ngồi đợi bao giờ có 20 mắt thì tôi mới nói chuyện, thì không bao giờ có 20 mắt các anh chị. Đúng chưa ạ? Bật lên like lên một cái là phải sung ngay đúng không ạ, phải tương tác ngay, kể cả nó nói chuyện một mình nếu được này. Nếu được này, các anh chị mình sẽ phải có đồng đội với nhau. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái nhóm đây này, thấy chưa, có một cái nhóm mà sao à, Phù Thái gửi cho các anh chị. Nếu được thì các anh chị mình làm một cái thao tác như này cho nhau, à, cho nhau, đó là gì ạ? Thông báo trước với nhau cái giờ like và cần phải có cái tinh thần cho đi thì tất cả các hoạt động này nó mới ra vấn đề được, đúng không? Thứ nhất là bàn nhau về cái giờ live. Anh vào là nghe cho tôi thì tôi cũng sẽ vào nghe cho anh. Có thể là tôi không ngồi nghe nhưng mà ít nhất là tôi bật cái mắt live lên đấy cho anh để có nó hiển thị là đang có 5 người, 10 người xem để mình không có run, mình không có hỏa, đúng không? Ok với em chỗ này không ạ? Em sợ nhất là cái kiểu là chúng ta chỉ có cái tư duy là chỉ đi xin thôi, chứ không bao giờ đi cho. Ai cũng nghĩ rằng là gì ạ? À, đến lượt mình like thì mọi người sẽ vào xem. Nhưng mà mình chẳng bao giờ mình đi cho người ta, thế là gì ạ? Ai cũng có tư duy như vậy, thế là bật mắt like mặc dù là một cái nhóm với nhau 100 người nhưng chả có tới 3 mắt xem. Không các anh chị? Đấy, thì chúng ta cần phải có một cái tinh thần cho đi và có một cái sự sắp xếp rất là ổn thỏa với nhau. Ví dụ
cái giờ này chị Thúy like rồi thì thôi người khác né cái giờ đấy ra. Đấy chưa? Đấy. Ok chưa? Những cái chỗ này, trời ơi, chỗ này chốt cho em chưa? Và một cái nữa này, em thấy nhiều anh chị bị một cái lỗi rất là lớn như này. Đó là dùng filter quá đáng. Dùng filter quá đáng luôn các anh chị. Dơ một cái sản phẩm như này lên, nó bóp méo xệch cái sản phẩm đi. Thôi chưa? Cái sản phẩm đang đường thẳng mà nó béo cong xệch xạc đi các anh chị, thực sự với các anh chị là gì ạ? Nó sẽ rất là giả. Nó mang lại một cái cảm giác rất là ảo cho người xem. Trải nghiệm của họ không tốt đâu các anh chị. Đấy chưa? Nó sẽ vớt vát cho các anh chị rất là nhiều về cái sắc vóc của các anh chị khi mà ánh sáng nó đủ tốt. Các anh chị mình đủ duyên dáng chứ không cần phải dùng những cái filter quá đà như vậy để nó bóp người, bóp mặt. Rồi là nó làm méo xệch, méo xạc cái khung hình của mình đi đâu các anh chị. Một khi các anh chị mình dùng như vậy thì sẽ mang đến một cái cảm giác cho người khác là gì? Cái bà này luôn luôn nói quá vấn đề. Cái bà này luôn luôn làm quá vấn đề. Đúng không? Đừng bao giờ quá đà các anh chị. Chúng ta cứ cố gắng thật nhất. Nếu mà được các anh chị mình chịu khó là ngày hôm nay tôi xác định tôi livestream. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ phải chỉnh chu về ngoại hình một chút xíu. Bôi một chút cushion lên, bôi một chút son lên, đúng không ạ? Chỉnh chu một chút xíu, còn nếu không các anh chị mình cứ thật nhất có thể cho em. Chứ đừng dùng những cái filter mà nó bóp xoạch bóp xà cái sản phẩm đi, méo vong, méo méo vênh, méo vẹo lên các anh chị. Đúng không ạ? Ờ, tất cả những cái chỗ này các anh chị mình ok giúp em chưa ạ? Xem còn cái nội dung gì mà các anh chị mình chưa chưa qua không ạ? Rồi, các anh chị mình đã biết cách livestream trên TikTok chưa ạ? Chưa biết thì em vào thêm khoảng 5 phút nữa đi ạ. Em vào thêm cái phần này để em hướng dẫn các anh chị mình cách để gắn sản phẩm vào livestream lên trên TikTok này. Các anh chị nắm chưa? Chưa nắm thì em chia sẻ nốt này. Cái phần này xong chúng ta sẽ đến với cái nội dung tiếp theo các anh chị. Các anh chị nắm chưa ạ? Có cần phải em phải chia sẻ cái này không? Trên Facebook các anh chị mình biết rồi đúng không? Trên TikTok đây các anh chị. Thực sự cuối cùng là cũng đã xong cái buổi nội dung ngày hôm nay cùng với các anh chị rồi. Đây này, đăng bài lên trên TikTok gắn thẻ này. Lâu nay bà xã nhà tôi Giống cộng đúng không? Ví dụ các anh chị mình vừa mới có một cái nội dung là chúng ta vừa mới làm với nhau đây chẳng hạn. Có nội dung này đi chẳng hạn, đúng không? Đây, nội dung của chị này đi chẳng hạn. Không đeo găng rồi, tay. Bấm tiếp. Được chưa? Các anh chị mình viết. Đây, các anh chị mình viết là gì ạ? Econova gì đấy. Các anh chị mình viết cái caption cho cái bài đăng này được chưa? Gắn hashtag bình thường nhá. Gắn hashtag là home care hay cái gì đấy các anh chị gắn. Được chưa? Sau đó các anh chị mình chọn sản phẩm này, bấm vào thêm liên kết này. Được chưa? Chọn sản phẩm. Rồi, sản phẩm nào các anh chị mình đã đưa về giỏ hàng thì nó sẽ hiện lên đây. Còn chưa đưa về giỏ hàng ấy, các anh chị mình bấm vào thêm sản phẩm. Vào sàn sản phẩm. Được chưa nào? Chỗ này Dropy đã có hai cái sàn như chúng ta rồi. Đó là sàn Dropy Việt Nam và Dropy Store. Được chưa? Dropy Store là nó cập nhật real time luôn, nó cập nhật cả khuyến mãi lên cho các anh chị luôn đấy. Được chưa? Ví dụ chẳng hạn cái này. Cái này thì nó chưa tối ưu cái phần tìm kiếm sản phẩm nhưng em cứ ví dụ đây là cái sản phẩm home care của chúng ta đi. Ví dụ đi ạ. Bấm thêm. Đúng chưa? Đấy, các anh chị mình ghi chú gì cái tên sản phẩm đấy các anh chị mình sửa lại. Bấm thêm. Đấy chưa? Khi mà nó có hình cái giỏ hàng vào đây là được rồi này. Các anh chị thấy chưa? Một video sáng tạo như vậy các anh chị mình có thể gắn 5 6 sản phẩm. Nhưng mà em khuyên là không gắn quá nhiều, gắn một hai cái thôi. Không cần gắn quá nhiều các anh chị. Rồi bấm đăng. Anh chị nào mà thấy cái content của mình hay, hấp dẫn hoặc là nó xứng đáng để nó lên xu hướng chẳng hạn, hoặc là cái sản phẩm mà các anh chị mình rất là tâm đắc, các anh chị mình hoàn toàn có thể bút quảng cáo nha. Bút quảng cáo thì cũng không nhiều đâu. Này khoảng tầm là em cũng đã bút rồi, khoảng tầm 100 nghìn, hơn 100 nghìn cho mấy ngày. Rất là tài chính thôi các anh chị, nhưng mà nó lên xu hướng thì các anh chị mình có khả năng bán hàng rất là tốt đúng không nào? Rồi các anh chị mình bấm đăng là xong về cái phần mà đăng content nội dung sáng tạo nha. Cái phần thứ hai là phần livestream này. Rồi khi mà các anh chị mình bấm tải lên thì nó sẽ có cái phần là gì ạ? Tải máy ảnh MV livestream đúng không? Bấm vào livestream. Được chưa? Tài khoản của các anh chị là tài khoản cá nhân thì nó sẽ có hình giỏ hàng, mà tài khoản của em là tài khoản doanh nghiệp thì nó có hình cái tự doanh nghiệp ở đây, thì các anh chị mình bấm vào đây. Bấm thêm sản phẩm. Được chưa? Rồi, bấm thêm sản phẩm. Ngày hôm nay các anh chị mình xác định các anh chị mình like mấy sản phẩm thì các anh chị mình thêm nhiêu đó sản phẩm vào trong giỏ hàng. Được chưa? Cũng vào sàn sản phẩm, cũng vào Dropy Store hoặc Dropy VN thôi các anh chị mình chọn. Ví dụ ngày hôm nay các anh chị mình sẽ xác định các anh chị mình sẽ like cái lăn nách, các anh chị mình bấm thêm cái lăn nách. Các anh chị mình like cái Next Go, các anh chị mình bấm Next Go. Các anh chị mình like cái dung dịch xoa bóp thì các anh chị mình bấm thêm vào đây. Được chưa? Like nước ép các anh chị mình bấm thêm vào đây. Được chưa các anh chị?
Rồi bấm thêm xong rồi thì các anh chị mình quay lại. Được chưa ạ? Rồi các anh chị mình có thể là ghi chú ở đây điêu khủng mấy bà ơi, hay là các anh chị mình ghi chú gì vào đây, đúng không ạ? Săn mua một tặng một hay cái gì đấy. Ok xong hết rồi, các anh chị mình chọn vào làm đẹp các thứ này kia gì đấy. Các anh chị mình lưu ý giúp em cái chỗ này, lúc nãy đã bàn với nhau rồi, không làm quá, không làm lố các anh chị nhá. Thon mặt rồi mắt to rồi mũi nhỏ rồi đầu nhỏ rồi các thứ này kia, rồi đến lúc sản phẩm dơ lên méo xệch méo xoạc lên. Không nên các anh chị nhá. Rồi, xong hết rồi thì các anh chị mình sẽ bấm vào phát like. Rồi ngồi like cho em, được chưa ạ? Phát like một cái là các anh chị mình đã phải tươi tắn, tươi tỉnh và kêu gọi tương tác và phải chào hỏi rồi là các thứ này kia đàng hoàng rồi các anh chị. Hôm nay các anh chị mình có cái gì thì các anh chị mình lưu ý ra. Được chưa ạ? Nghe không kịp thì các anh chị mình nghe lại record giúp em nha. Đúng không ạ? Đấy, chết cha rồi. Bấm like mất rồi. Ê, em phải tắt like đi các anh chị. Đấy, tự nhiên bây giờ các anh chị mình ấy thì em đã bấm like rồi các anh chị. Rồi, để chưa các anh chị? Rồi, nội dung ngày hôm nay thì của em đến đây thôi các anh chị nhá. Chắc là chúng ta sẽ hẹn lại nhau những cái buổi khác, và các anh chị mình lưu ý là các anh chị mình tham gia nhóm, tham gia vào trong nhóm để các anh chị mình có thể là đồng hành, chúng ta cùng sửa bài với nhau các anh chị nhá. Rồi nội dung ngày hôm nay thì chắc là em chỉ xin phép là chiếm dụng thời gian đến đây thôi, nó cũng bị cháy giờ rồi. Chúng ta còn các cái nội dung tiếp theo các anh chị nhá. Rồi hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình lần sau. Bye bye mọi người, và các anh chị thông cảm giúp em. Hôm nay sức khỏe của em không được tốt lắm cho nên là nói nó cũng không có được như mọi ngày các anh chị. Rồi bye bye cả nhà nhá. Xin trả lại mic cho MC ạ. Dạ rồi, cảm ơn mentor Dương Thủy rất là nhiều. Anh chị em mình hãy giúp Ly tặng cho mentor của mình những cái đóa hoa tươi thắm được không ạ? Bởi vì là bệnh thì rất là gọi là nói không được luôn, mà phải cố gắng để nói rất là nhiều. Tại vì là khi mà nói về cái cách mà làm video nè, hoặc là livestream, thì cái này hướng dẫn rất là nhiều về trong cái phần là các cách hay các thứ á. Thì cả nhà mình đang đang được có một cái bản record, thì mình hãy join vào cái group của nhà Phú Thái. Thì ở đây thì anh chị em nào mà mình muốn học lại thì bên nhà Phú Thái sẽ gửi lại cái bản record cho mình có thể học và thực hành lại nha cả nhà. Bởi vì là nghe qua một lần mình sẽ không bao giờ làm được. Và khi mình đã làm đi làm lại nhiều lần thì cái thao tác nó quen, nhưng mà không sao đâu. Làm mới đầu nó sai, nhưng mà sai rồi mình làm lại không sao, sai rồi cái đó mình bỏ đi mình làm lại, không có bị ảnh hưởng gì hết đó cả nhà ha. Và ở đây Ly thấy cũng có rất là nhiều cái câu hỏi của anh chị em mình về cái vấn đề làm video hay là livestream, về TikTok hay là vấn đề TikTok, thì Ly nghĩ rằng còn một số anh chị em mình cũng chưa có nắm rõ lắm, thì mình cứ xem lại cái bản record rồi mình bắt đầu mình thực hành từ từ dần dần già rồi mình sẽ lên level thôi ạ. Rồi thì trưa ngày hôm nay chương trình của mình thì cũng có rất là nhiều, còn rất là nhiều cái mà mình cũng muốn nói đến, và Ly sợ nhất là cái anh chị em mình còn làm buổi chiều nữa, nên là hả, ở đây thì mình có những cái chương trình khuyến mãi của nhà Phú Thái, thì anh chị em mình hãy nắm bắt cái chương trình. Và hôm trước cái buổi một Ly có nói thì không biết mình đã mua cái sản phẩm về mình trải nghiệm chưa ạ? Và nếu mà có sản phẩm rồi thì nhớ làm video để được đăng lên trên các cái nền tảng, hoặc là mình sẽ đăng lên trên cái group để mình được mentor Dương Thủy của mình sẽ giống như là chỉ cho mình những cái điểm nào mà mình cần chỉnh sửa ha cả nhà ha. Mà mình có sản phẩm rồi thì mình quay video cũng cũng chất lượng nữa. Bởi vì có sản phẩm quay video dễ dễ quay hơn, chứ mình chưa có sản phẩm trong tay thì cũng khó làm video nữa. Nên là anh chị em mình mà vừa rồi có order rồi thì mình hãy tận dụng cái này luôn để mình làm video. Và chương trình của mình á, thì nó có những cái chương trình khuyến mãi, mình lên app của Robby thì trong cái app sẽ có hết giúp Ly ha. Không biết là cả nhà mình có cần Ly share lại cái chương trình khuyến mãi không ạ? À? Bởi vì Ly sợ trễ chương trình của anh chị em nhà mình vào đầu giờ chiều, nên là Ly không có tiện là nói ra quá nhiều. Tiếp theo cái buổi 3 là cả nhà mình học buổi 1 nè, là cái cách làm sao để cho mình có thể là mình giống như gọi là chị Hải Vân đã chỉ cho mình cái cách demo cũng như là USB sản phẩm. Cái buổi thứ hai đó là cái cách mình làm sao mà mình tiếp cận khách hàng ở gần gần.